Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế ngày mùng 10 tháng 10, ngày và năm 2020. Tư Vấp đĩa nhiều quá. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ và chúc quý vị một ngày lễ giải phóng thủ đô thật nhiều ý nghĩa. Và tuy nhiên chúng ta sẽ đến với lại tình hình thế sự. Đúng không? Nhiều quý vị nói rằng là cần chúng tôi bình luận những cái vấn đề trong nước. Và chuyện đó thì chúng tôi cũng đã nhờ cậy vào tất cả những người anh em ở trong nước để làm việc đó và họ đã làm quá tốt rồi Nên này chúng tôi gọi là tập trung vào cái phần công việc của mình, đó là vấn đề quốc tế à Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái thông tin nó rất là thú vị Phải nói thật sự mấy quý vị rằng những ngày hôm nay thì gần đây thì tôi đã tham khảo rất nhiều những cái nguồn tin à Bởi vì gần đây thì nó có một cơn bão lớn đổ vào phía nam của bang Virginia của nước Mỹ đúng không ạ và kể từ khi cơn bão đổ vào thì ở trên không gian mạng của nước mỹ nó xuất hiện rất nhiều những cái cảnh những cái lời ca thán vân vân tất nhiên là nó có từ trước rồi nhưng mà bây giờ cái cơn bão nó đổ đến và cơn bão sau thì nó, nó, nó hôm qua thì nó đang đến đúng bây giờ thì nó đã đến và nó đang đi qua thì nó đại khái nó rất nhiều những cái tiếng kêu ai oán thế nhưng mà chúng ta đã nói về việc ấy nó nhiều rồi đúng không ạ à, một trong những cái từ khóa mà tôi nhìn thấy ở nhiều ở nước mỹ bây giờ là cái từ homeless ấy tức là cái người vô gia cư ấy. Người ta nói rằng cái con số mà đưa ra là 600.000 người vô gia cư ở nước Mỹ là một con số mang tính chất là cái vẹ, cái, cái 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 sức móng tay bên ngoài, con số thực sự nó cao hơn rất nhiều. Thế thì chúng ta cũng không đi sâu vào đó, đúng không ạ? Nhưng mà với cái trách nhiệm của một người làm các vấn đề nói chung là thế sự thì chúng ta không thể nào chúng ta bỏ qua được tình hình của nước Mỹ. Uhm, nếu để nói về cái vấn đề mà nhìn vào cái mức nợ của nước Mỹ lên tới 35.000 tỷ và nó nó mang tính chất trào cờ thời của ông Joe Biden ấy, thì nhiều người còn có thể nói rằng nó nghi ngờ vì yếu tố này, yếu tố kia liên quan đến cuộc chiến rồi vân vân Mặc dù ai cũng biết đằng sau đứng, đằng sau cuộc chiến rồi, đúng không ạ? Hôm qua thì chúng ta đã có một cái khảo sát của một người mà chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ đã có tới 70.000 người tham gia bình chọn. Trong đó họ nói rằng ai là người gây ra cuộc chiến Ukraine? Nga 8%, Ukraine 6% và cái người còn lại đấy. Đúng không ạ? Mà ai cũng biết thì lên tới phần còn lại. Có nghĩa là bao nhiêu quý vị? 86, 84%. Đấy. Đâu? 86%. Khủng khiếp như thế. À, vậy thì đâu phải là chúng ta bịa ra để nói đâu. Đúng không ạ? Và như vậy thì cho dù thế nào nữa chúng ta cũng thấy đó cái vai trò của chính phủ họ trong việc này thế nhưng cái vấn đề chỗ là ngoài cái mức nợ và những tình hình kinh tế như thế mà cảm nhận được trên đường phố và từng cái con người từng cá nhân ấy tôi biết rằng nếu như quý vị mà có một cái tương tác thực tế với lại người hoặc là bản thân chúng ta tăng tương tác với cuộc sống ở mỹ đúng không ạ đặc biệt là cái tầng lớp bình dân trở xuống thì chúng ta cảm nhận tới cái sức ép của nó khủng khiếp như thế nào bây giờ Tôi nói đơn giản là có cái căn bão mà đi qua ở bang Virginia cách đây hôm tuần ấy, thì có những người mà nhà cửa bay hết, nhà cửa bay hết thì chính phủ liên bang chỉ trả cho à, mỗi người 740 đô la thôi, một gia đình ấy. Thế thì cái tiền mà để mà thuê nhà ở trên cái kênh cái 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 ứng dụng uh, Airbnb ấy thì một tháng nó đã phải lên tới gần 3.000 đô la trung bình. Thế nhưng mà cái số tiền mà họ nhận được tổng cộng chỉ có 740 đô thôi. Thì như vậy nhiều nhà mất nhà mất cửa thì không thể nào dùng cái số tiền ấy để mà có thể trụ nổi trong một tháng để ổn định vấn đề nhà cửa vâng có nghĩa là tình cảnh màn trời chiếu đất nó rất rõ ràng chứ không phải đơn giản đúng không ạ chúng ta thử tính mà xem những số tiền mà người mỹ đã viện trợ cho ukraine và cho israel và cho những cái quả đạn pháo mà ở đạn tên lửa phòng không trị giá năm bảy triệu đô la bắn dụng một cái uav vài trăm hoặc một nghìn đô la thì xem cái nào mà nó, nó có ý nghĩa hơn đúng quý vị tuy nhiên tất cả những cái đó không là gì không là gì bởi vì ngày hôm nay chúng ta đọc cái dữ liệu uh, một cách chính thức đến nước Mỹ và nó khá là toàn cảnh thì ở đây nó mới làm cái mà nó nói lên cái cái sự thần kỳ trong ngoặc kép của cái nền kinh tế nước Mỹ uh, dưới thời chính sách Bidenomics tức là chính sách kinh tế đỉnh cao tuyệt phẩm của ông Joe Biden. Và tất nhiên cũng thời điểm đó thì cái mức nợ của nước Mỹ nó bắt đầu nó đạt mức độ hiện tượng đúng không, quý vị nó tăng tốc một cách khủng khiếp và không có dấu hiệu hoặc là không có thế lực nào có thể ngăn được và như vậy thì câu chuyện nó là gì câu chuyện nó là lần đầu tiên nền kinh tế của nước Mỹ trong tỷ trọng kinh tế toàn cầu đã trượt xuống dưới mức 50 15% 15% lần đầu tiên đấy và chúng ta nhớ rằng đó là một siêu cường về kinh tế đúng không ạ thế nhưng bây giờ ấy, thì cái tỷ trọng của họ đã xuống dưới mức 15% có nghĩa là nó cái từ cường thì còn nhưng mà cái từ siêu thì nó đã dần dần nó không còn siêu nữa và đặc biệt là cái tỷ trọng của nền kinh tế Mỹ trong tỷ trọng trong nền kinh tế toàn cầu đã rơi xuống mức dưới 15% dưới cái thời trị vì của ông tổng thống Joe Biden và có khả năng đến hết nhiệm kỳ của ông, tức là chỉ còn 2-3 tháng nữa thôi, thì nền kinh tế này sẽ đạt mức độ thấp mọi thời đại kỷ lục 14,76%. Đấy. Theo cái dữ liệu tính toán từ thống kê của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế, tất cả đều của phương Tây. Được chưa ạ? Để mà ví dụ đây là một trong những cái trạng thái thảm họa thì chúng ta cũng thôi cũng không khỏi nói về những năm 1950 khi mà nền kinh tế Mỹ chiếm tới quá nửa tỷ trọng toàn cầu nữa, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta hãy quay trở lại năm 1990. Năm 1990 cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng là Liên Xô sụp đổ, rồi bắt đầu nước Mỹ ở thế độc tôn và thế lực thế giới ngầm nó bắt đầu nó trỗi dậy, đúng quý vị. Và đến năm 2000 thì không ai có thể ngăn cản được cái thế lực đó nữa, dạng như kiểu cát cứ đấy. Thì lúc bấy giờ nền kinh tế của nước Mỹ đạt được ở mức tỷ trọng rất là lý tưởng, đó là họ chiếm 20,16 tỷ trọng của nền kinh tế toàn cầu và lúc bấy giờ là so là so bằng cái sức mua ngang giá như quý vị nhá đó là một cái sức mua một cái tỷ một cái chỉ số GDP mà nó rất thực tế đối với lại nền kinh tế đến năm 1999 tức là bước vào năm 2000 thì nền kinh tế của nước Mỹ đã đạt đỉnh ở mức 21% có nghĩa là tăng thêm gần 1% nữa để đạt 21% và năm 1999 tức là năm cuối cùng của cái thế kỷ trước đúng không ạ Lúc bây giờ thì uh, tổng sản lượng nền kinh tế của nước Mỹ đạt 9,6 nghìn tỷ đô la so với lại tỷ trọng của nền kinh tế toàn cầu 45,85 nghìn tỷ. Tuy nhiên thì uh, sau năm 2000, nền kinh tế của Mỹ đã suy giảm um, với cái tỷ trọng của mình trong nền kinh tế toàn cầu một cách đều đặn uh, đến mãi cái thời của tổng thống Joe Biden ở nhiệm kỳ ở uh, uh, ông Barack Obama nhiệm kỳ thứ hai thì uh, nó mới có một cái sự nhô lên nhẹ nhẹ để đạt ở mức 16,26 à, uh, trong năm 2014-2015 nhưng mà nó đã không duy trì được cái uh, đại khái là cái 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 động lực đó và kết thúc nhiệm kỳ của mình um, thì chính phủ của ông Obama đã khiến cho nền kinh tế của Mỹ giảm xuống mức 16,04% và chúng ta vẫn phải nói tỷ trọng tức là chiếm tỷ trọng của nền kinh tế toàn cầu và dưới thời của Donald Trump thì trong 2 năm, ở uh, trong 4 năm thì nhiệm kỳ của ông đã khiến cho nền kinh tế Mỹ mất thêm 0,7% nữa. Đấy, tuy nhiên vẫn còn là con số rất đáng khích lệ so với lại cái mức độ mà mất chung trước đó là khoảng 4 năm thì cứ khoảng độ 2,5%. Tuy nhiên đến cái thời của ông Joe Biden thì cái mức tụt giảm đã xảy ra đến mức độ nghiêm trọng là nó đã đạt lần đầu tiên tới mức dưới 15% để đạt được tới cái mức cuối năm 2023 là 14,82%. Quỹ tiền tệ quốc tế, một cái cơ quan gọi là tổ chức tài chính của phương Tây đã dự đoán rằng nếu như mà cái xu thế này còn tiếp tục thì tỷ trọng của nền kinh tế Mỹ sẽ tụt giảm thêm 0,06% nữa cho đến hết nhiệm kỳ của ông Joe Biden và như vậy thì nó sẽ đạt khoảng 14,76% vào cuối tháng 12 năm nay. Vâng, thật là đáng uh, ngạc nhiên rằng là ở nước Mỹ thì bây giờ rất nhiều những cái chuyên gia kinh tế của cánh tả, tức là ủng hộ đảng dân chủ, thì đang hết lời ca ngợi về những chính sách Bidenomics của ông Joe Biden và nó thực sự là rất thú vị. Còn cá nhân ông thì bây giờ dạo này thì ông ít rồi khi mà được biết rằng mình không thể nào tiếp tục chạy đua tổng thống nữa. Trước đó thì ngày nào ông cũng lên ông kêu rằng là ông rất lạc quan về triển vọng của nền kinh tế nước Mỹ đúng không ạ? Và ông nói là chưa bao giờ ngày nào cũng như ngày nào chưa bao giờ mà 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 ông thấy tự tin về tương lai của nước Mỹ như vậy. À, trong khi đó thì uh, ngân sách của chính phủ liên bang đã bị thâm hụt tới mức độ 1,8 nghìn tỷ uh, mà chủ yếu đến từ những cái chi phí liên quan đến quốc phòng càng ngày càng gia tăng. Hay nói đúng hơn là chi phí quân sự, chứ còn nước Mỹ cũng có làm gì quốc phòng đâu. Cái mức thâm hụt 1,8 nghìn tỷ có khả năng xảy ra vào cuối năm nay là mức cao nhất kể từ khi cái đại dịch Covid bùng nổ năm 2019 và tăng thêm 200 tỷ đô la à, từ con số 1,7 nghìn tỷ được ghi nhận vào quý tài khóa năm 2023. Và chính phủ liên bang năm nay đã chi tiêu tới mức độ 6,8 nghìn tỷ trong quý tài khóa năm 2024, tăng 10% so với năm 2023. À, có thể nói rằng là dưới thời của ông Joe Biden thì đúng là một cái thời mà nó đúng hơn là ông là một con gà đẻ trứng vàng cho cái giới gọi là giới ăn sống theo cái vay nợ, đúng ạ? Bán nợ hoặc là vay nợ gì đó. Có những cái nhà phân tích chính trị, thậm chí là các uh, thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, um, họ đã kêu gào lên. Họ nói rằng là uh, không thể hiểu nổi làm sao chính phủ của ông Joe Biden mà nó có thể phớt lờ đi những cái thông điệp khẩn cấp uh, mang tính chất toàn quốc như vậy mà thậm chí là liên tục thì nước Mỹ nhận được những cái sự đánh giá tụt lùi của các tổ chức tín nhiệm nhưng mà chính phủ cũng đã phớt lờ những hồi chuông cảnh báo. Thượng nghị sĩ Grassley của Đảng Cộng hòa nói rằng bằng cách liên tục Uh, tập trung vào những chương trình chi tiêu vô tội vạ và bỏ qua những chính sách tài chính lành mạnh thì chính phủ của chúng ta đã khiến cho nền kinh tế bị mắc kẹt và có khả năng rất nhiều thế hệ con cháu của chúng ta sẽ phải trả nợ uh, phải trả một cái giá đắt cho quyết định của uh, chính phủ của ông joe biden Vâng, thông tin này thì nó đến khá là kịp thời ngay sau khi ngày hôm qua chúng ta biết rằng là cái cái dự án chi phí chiến tranh của trường đại học tổng hợp Brown, họ đã uh, đi tới một cái um, thống kê rằng là chính phủ Mỹ đã chi một con số khổng lồ chưa từng có cho Israel trong năm nay uh, với số tiền 17,9 tức là 18 tỷ đô la uh, viện trợ uh, quân sự một cách thuần khiết còn trong cuộc chiến ở Ukraine thì chính phủ Mỹ cũng đã phân bổ ngân sách 174 tỷ đô la để ủng hộ Ukraine và khả năng thì họ sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh tay uh, trong cái uh, hội nghị thượng đỉnh Ramstein đã bị trì hoãn lần tới sau khi mà ông Joe Biden đã sắp xếp để có thể thu xếp được Vâng, còn ngày hôm nay thì một trong những cái chương trình mà người ta nói nhiều về nước Mỹ ấy, là bàn dân thiên hạ thì đăng rất nhiều những hình ảnh xe cửa nhà cổ đổ vâng xe cộ nhà cửa lật đổ trên đường phố vân vân và rất nhiều những cái cảnh khác mà chúng ta đã nhìn thấy cơn bão của chúng ta như nào thì ở Mỹ họ cũng đăng những hình ảnh mà nó khá là tang thương như vậy trong khi đấy thì người ta thấy bà Kamala Harris đang xuất hiện trong chương trình giải trí của người dẫn chương trình uh, Stephen Kobe. Đấy, và ở đó thì bà một mặt bà tuyên bố rằng Vladimir Putin, uh, tập cận Bình, Kim Jong Un, Viktor Orbán là những kẻ giết người và sau đó thì bà thử bia uh, của người dẫn chương trình và nói chung là cười nói một cách rất là vui vẻ hạnh phúc và tất nhiên là bà không quan tâm gì tới những hình ảnh mà dân chúng đang sau cơn bão và tất nhiên là bà cũng không quan tâm tới những gì đang diễn ra ở vùng trung đông đa số trẻ em ở đó bị thảm sát bởi vũ khí của người mỹ còn trong khi đó thì cũng không liên quan gì ông joe biden mặc dù là ông đã hoãn chuyến đi thăm của mình tới ramstein nước đức Đấy, để mà vì cái lý do là lo lo cho dân, cho nước vì cơn bão khủng khiếp đang đến gần. À, mặc dù cơn bão đấy thì theo thông tin mới nhất là nó đã hạ độ cao từ cấp 5 xuống chỉ còn cấp gọi là cấp đầu 3 thôi. À, mặc dù như vậy nhưng cũng, cũng gây ra những cái sự đổ nát kinh hoàng ở Florida. Và, và tất nhiên là lý do đó thì ông đã từ chối để đến nước Đức. Còn ở nước Đức thì người ta... À, đã một à, không biết là có liên hệ gì hay không nhưng đại khái là người ta đã chọn ông Joe Biden năm nay để đón nhận cái huân chương danh dự cao nhất của nhà nước Đức. Vâng, tôi cũng không biết rằng là tại sao nước Đức lại chọn để phong thưởng cho ông Joe Biden một cái huân chương cấp nhà nước cao quý nhất như vậy, đúng không? À, vào thời điểm này. Uh, vâng nếu như mà suy nghĩ kỹ ra thì cũng tìm được lý do bởi vì ông joe biden đã từng hứa với lại chính phủ đức rồi đúng không ạ đó là trong trường hợp mà nước nga tấn công ukraine thì ông sẽ tèn tén tèn cái đường ống nord stream và khi nhà báo hỏi là làm thế nào để mà người mỹ có thể làm được điều đó thì ông nói rằng là tôi có cách không những thế, sau đó thì chúng ta thấy rằng là hệ lụy của đống nó sim đã kéo theo uh, sự gọi là tàn phá của nền công nghiệp của nước Đức. Um, công nghiệp nước Đức đang chảy máu ra nước ngoài. Uh, nước Đức dường như đã bước vào một cuộc suy thoái và nền kinh tế của họ thì bây giờ đang tiếp tục lún sâu. Uh, rất nhiều công ty phá sản, tình trạng gọi là thất nghiệp và các vấn đề kinh tế xã hội chưa bao giờ tồi tệ như vậy và một lần nữa thì nước đức đúng không ạ chúng ta thấy nó rất là vui khi mà nhìn thấy chính phủ của họ lại đi gọi là mình gọi là cái gì tôn vinh ông joe biden đúng không, quý vị nếu mà họ có quyền năng chắc là họ cũng phong thánh cho ông luôn bởi vì cơ bản rằng là chỉ có ông joe biden thì có thể làm được cái việc thánh thần như vậy thôi là một nền kinh tế tàu đầu tàu của nước đức như vậy Đúng ạ, có thể nói là dạng đau thương bất nhập. Làm thế nào mà bây giờ chúng ta không thể nhận ra cái nền kinh tế đấy được nữa? Như vậy là phải đáng để phòng thánh rồi. Và tất nhiên, một lần nữa chúng ta cũng cảm thấy thực sự ngạc nhiên khi chứng kiến những cái đầu óc vĩ đại của những người lãnh đạo nước Đức đương thời và còn tất nhiên thì đứng trước thềm của cuộc bầu cử tổng thống cũ, cựu tổng thống Donald Trump cũng không bỏ qua cơ hội, đúng không ạ? Sau khi ngày hôm nay ông tiếp tục nói những điều về việc là cần phải làm gì để mà giúp người dân do thái và đất nước Israel vân vân và vân vân để bảo vệ họ uh, như mọi ngày, đúng không ạ? Mà thậm chí bà Kamala Harris ngày nào cũng nói, thì hôm nay ông đã chọn được một cái đề tài mới rất là thú vị ông nói rằng là cái thời mà ông làm làm tổng thống ấy thì gần như ông đã đạt được một thỏa thuận lịch sử trong đó là ông và nước Nga và Trung Quốc đấy đã tí nữa thì đạt được một thỏa thuận lịch sử để phi hạt nhân toàn bộ qua ba cường quốc hạt nhân này Nguyên Văn ông nói với lại phóng viên rằng là chúng tôi đã tiến sát gần xít xìn xịt tới một cái thương vụ để mà có thể rũ bỏ hoàn toàn cái gánh nặng hạt nhân của ba nước chúng tôi lúc bấy giờ thì nó thực sự là rất phê chúng tôi đã nói với lại nước nga nói với chúng ta và nói với cả người trung quốc nữa là chúng ta sẽ à, lôi kéo tất cả vào mọi người trên thế giới này vào một cái con thuyền không có hạt nhân và ông nói rằng là bom hạt nhân nó quá mạnh Và nếu như ai hiểu bom hạt nhân là gì và hiểu ai đã ném bom hạt nhân đúng không ạ thì chúng ta hiểu một điều rằng nó cũng giống như là những cái liều thuốc màu trắng đấy, sức mạnh của nó khủng khiếp về mức độ tàn phá và một khi đã sử dụng rồi người ta chỉ có thể sử dụng liều cao hơn mà thôi. Thế giới của chúng ta bây giờ đã có mười mấy nghìn đầu đạn hạt nhân đúng không ạ? Làm sao để nước Mỹ uh, và nước Nga và Trung Quốc có thể phi hạt nhân hoàn toàn được cái kho này? và chúng ta cũng biết rằng thế giới trong suốt những năm qua không có cuộc chiến tranh thế giới thứ ba là nhờ các cường quốc sử dụng và sử dụng một cách có trách nhiệm kho vũ khí hạt nhân của mình để mà răn đe đúng không ạ vậy mà bây giờ các cường quốc ba cường quốc hạt nhân này thì lại để nói rằng là muốn phi hạt nhân và để cho các nước gọi là mới nổi ở vùng trung đông châu phi đúng không ạ để mà sở hữu vũ khí chắc là một chuyện rất khó tin và tất nhiên là chúng ta biết ông Donald Trump thì ông nói cái đó để phục vụ cái vấn đề tranh cử. Bởi vì ngay sau đó thì đại diện chính phủ Trung Quốc đã nói rằng là đó là một hoàn toàn, một cái câu chuyện hoàn toàn hoang tưởng. Donald Trump đã nói về điều đó nhưng đó chỉ là những cái câu chuyện bàn tán đãi bôi mà thôi. Cũng chưa ai ngồi nghiêm túc để nói việc đó mà ông nói rằng nó tiến sát sàn sạt đến như độ như vậy. Vâng, tôi xin đính chính lại, đó không phải là quan chức Trung Quốc, đó là ông Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Rybakov nói rằng là tất cả chỉ ở mới những cái giai đoạn gọi mang tính chất dạo đầu và chưa có những cái đàm phán nào một cách nghiêm túc cái điều đó cả và bản thân Trung Quốc cũng không hào hứng với cái việc đó. Vâng, dù sao đi nữa thì ông Donald Trump cũng chọn những cái, uh, cái 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 cương lĩnh mà hướng tới hòa bình, đúng không ạ? Dù sao thì ông nói rằng là chúng tôi đã cố gắng làm cái điều đó cũng còn tốt hơn là việc là để thúc đẩy các cuộc chiến một cách điên khùng. Thế còn bây giờ thì cái cái cái, cái tội nói dối thì nó quá nhẹ đúng không, quý vị vâng để tiếp theo đi chứ không cứ đắm chìm ở nước Mỹ thì lại hết các cái chương trình nghị sự cho các nước khác đúng không ạ hôm qua thì như chúng ta đã trao đổi về một cái bài phát biểu trước thêm của bài phát biểu của một cái ngày độc lập nào đó của Đài Loan đúng không ạ của ông Lại Chính Đức ông Cự Tân tổng thống của nước này mà chưa gì thì nó đã khá là động chạm khi mà ông nói về cái chuyện là mẫu quốc ấy, đúng không ạ là Trung Quốc là Đài Loan chứ không phải là Trung Quốc bởi vì là chỉ có mẫu quốc thì mới có cái ngày quốc khánh trước cái ngày gọi tử quốc thôi đúng quý vị. À, theo ông thì Trung Quốc là mới có được quốc khánh được 75 năm. Còn Đài Loan thì đã có trước đó từ lâu rồi cho nên mới xứng đáng là mẫu quốc. Và có vẻ như người Trung Quốc chắc chắn là còn chưa hết bàng hoàng, đúng không ạ? Thì hôm nay bài phát biểu của ông chính thức đã bắt đầu. Chúng tôi xin trích dẫn một vài thông tin quan trọng. Bởi vì tại sao bài phát biểu của ông lại chính đức uh, vào cái thời điểm này ở Đài Loan khi mà đang cái căng thẳng ấy, nó đang trầu trực. Hôm qua chúng ta đã biết rằng là người đứng đầu cái lực lượng hải quân Đài Loan đã nói rằng là Trung Quốc đang trầu trực tàu bè xe cộ để mà tiến hành phong tỏa hòn đảo của ông ấy đúng không ạ thì chúng ta thử xem hôm nay là ông này ông nói cái gì khi hôm qua đã nói những cái câu nó khá là là những nhạy cảm như vậy và như vậy là bài phát biểu của ông lại chính đức đã chính thức bắt đầu ông nói rằng hôm nay chúng ta tập trung ở đây để mà chào mừng cái ngày sinh nhật của đài loan À, chúng ta ca ngợi sự tươi đẹp của Đài Loan ngày hôm nay và mở ra một kỷ nguyên tốt đẹp hơn cho Đài Loan ngày mai. 130 năm trước đây, một nhóm người của Tổ tiên chúng ta à, với đầy đủ những ý tưởng, à, lý tưởng và khát vọng đã trỗi dậy và lật đổ à, chính quyền đế quốc, à, tức là chính quyền à, nhà Thanh đúng không ạ? những người mà mang theo giấc mơ dân chủ và cái lý tưởng của tự do thông qua sự hy sinh thần thánh đã cống hiến cuộc đời mình để mở cửa cho nền dân chủ của chúng ta ngày hôm nay à, hơn một thế kỷ à, trước hơn một thế kỷ đã hơn một thế kỷ thì cái khao khát của người dân làm chủ vận mệnh của chính mình đã được hiện thực hóa hỡi những công dân đài loan của tôi à, mặc dù đài loan đã bị ép buộc ra khỏi cộng đồng quốc tế, người dân Đài Loan vẫn chưa bao giờ tự coi mình là những dân là dân tộc lưu đày. Khi những người bạn của chúng ta gặp những cái thảm họa, chúng ta đã không ngần ngại để mà mở rộng vòng tay giúp đỡ. Đài Loan có thể giúp đỡ, đó không chỉ là một khẩu hiệu của người dân chúng ta. Công nghệ Đài Loan đã thúc đẩy sự tiến bộ của toàn thể thế giới và đã trở thành một trong những lực lượng toàn cầu góp phần xây dựng thịnh vượng và phát triển toàn thế giới. Người dân Đài Loan là những dân tộc sáng tạo, dân tộc phong phú và dân tộc không biết sợ hãi. Tôi muốn cảm ơn thế hệ các thế hệ tiếp theo các thế hệ của những công dân ưu tú Đài Loan về việc chúng ta đã đoàn kết và đã cùng nhau vượt qua những cái nghịch cảnh thăng trầm của lịch sử. Trên hòn đảo này thì uh, dân chủ và tự do đang trỗi dậy và phát triển một cách thịnh vượng. Trung Quốc không có quyền để đại diện cho Đài Loan. Hơn 20 triệu, 23 triệu dân Đài Loan. Ôi, 23 triệu dân thì ít thế thôi à? Và 23 triệu dân Đài Loan bây giờ hơn bao giờ hết phải vươn cánh tay của chính chúng ta ra để nắm lấy cái vận mệnh của chính chúng ta trong tương lai. Hỡi các công dân của tôi, tôi, chúng ta đã vượt qua hết thách thức này đến thách thức kia và cùng nhau đài loan chúng ta sẽ đứng vững để mà thách thức lại những cái thách thức của thời đại. Là tổng thống của các bạn sứ mạng của tôi đó là đảm bảo rằng quốc gia của chúng ta có thể tồn tại và phát triển tôi sẽ giữ vững những cam kết và kháng cự lại những cái ý chí để mà thâu tóm sát nhập Đài Loan à, đánh, khiến cho chúng ta đánh mất chủ quyền độc lập. Tuy nhiên, ngày nay Đài Loan đang phải đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn. Việc mở rộng cái chính chủ phủ chuyên chế đang đặt ra một loạt những cái thách thức cho cái trật tự thế giới dựa trên luật lệ, đe dọa cái hòa bình mà chúng ta đã đổ mồ hôi xương máu để gìn giữ cũng như là nền dân chủ mà chúng ta đã phấn đấu bấy lâu. Tuy nhiên, Đài Loan sẽ kiên quyết trong cái cam kết của chúng ta để giữ vững cái sự ổn định và hòa bình ở um, eo biển Đài Loan và đạt được uh, sự thịnh vượng và an ninh cho toàn cầu. Chúng ta sẵn sàng làm việc với những người đồng cấp ở Trung Quốc và trong một thời gian đã rất lâu rồi thì các quốc gia trên thế giới đã luôn ủng hộ Trung Quốc, đầu tư ở Trung Quốc và giúp đỡ Trung Quốc. Điều này đã được thực hiện bởi vì một cái hy vọng rằng nhờ điều đó thì Trung Quốc nhận ra rằng họ là một phần của thế giới và họ sẽ gia nhập đầy đủ với phần còn lại của thế giới. Và thay vì à những căng thẳng trên các vấn đề địa chính trị quốc tế đang ngày càng gia tăng mỗi ngày. Trôi qua không biết như bao nhiêu những cái sinh linh à, vô tội đã hứng chịu những cái đau thương, à, thương vong và thậm chí có người còn mất đi tính mạng của mình chính mình trong cuộc xung đột. Trong một kỷ nguyên mà cái bối cảnh chính trị quốc tế đang càng ngày càng trở lên hỗn loạn hơn, Đài Loan của chúng ta sẽ trở thành một cái quốc gia mà bình tĩnh hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Đài Loan sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Quyết tâm của chúng ta là bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia và quyết tâm đó sẽ không bao giờ thay đổi. Đây chính là một cái giấc mơ của toàn thể 23 triệu nhân dân Đài Loan cùng nhau chia sẻ. Hãy cùng nhau tiến lên Đài Loan ơi, à, bất chấp những sự khác biệt, hãy tiến về phía trước. Cảm ơn các bạn. Vâng. Một bài phát biểu rất hay đúng không, quý vị à, và bây giờ chúng ta cũng chẳng biết nói gì nữa. Vì à, bài phát biểu của ông ấy nói thật là đã nói rất là rõ rồi đúng không ạ? Rất là rõ. À, ông ấy đã nói cả cái vấn đề là bản thân Đài Loan làm quốc gia đã tồn tại 130 năm đúng ạ à, kể từ khi mà họ lật đổ nhà thanh đấy rồi đến cái việc họ lưu lạc đến hòn đảo rồi họ đã bị đẩy ra khỏi cộng đồng quốc tế à, tức là họ không được công nhận ở liên hợp quốc nữa mà thay vào đó thì lại là trung quốc cho đến cái việc mà ông nói rằng là tất cả những cái gì mà quốc tế giúp đỡ trung quốc để phát triển ngày hôm nay là người ta hy vọng rằng trung quốc sẽ trở thành một thành phần một phần còn lại của thế giới đúng không ạ và nhưng mà nói thực ra nếu đúng ra cái thế giới đấy mình phải nói đúng là thế giới dân chủ phương Tây thì nó sẽ đúng hơn đúng không ạ à, thứ hai nữa là một cái thế giới dựa trên luật lệ thì thay bằng là luật rừng thì có nghĩa là rất chuẩn còn lại thì tôi nghĩ rằng bài phát biểu nó rất là trọn vẹn đúng không ạ mặc dù ngắn và còn trong lúc đó thì chính quyền Trung Quốc chưa có bày tỏ ý kiến gì về bài phát biểu của ông Lại Chính Đức ngày hôm qua và ngày hôm nay thế nhưng mà thấy đâu đó tàu bè họ đã bắt đầu có những cái gọi là lệnh để mà lên đường còn chính phủ trung quốc thì ngay lập tức đã quay sang để mà lên án nước mỹ rằng là những sự viện trợ của vũ khí của mỹ đến đài loan chính là những cái hành động khơi mào trong một cuộc chiến tranh họ nói rằng là trung quốc đang leo thang những căng thẳng xung đột căng thẳng trong khu vực biến thành xung đột và chiến tranh và đẩy Đài Loan từng bước từng bước vào một bờ vực của một cuộc chiến thông qua các vụ viện trợ và bán vũ khí cho Đài Loan và liên tiếp vi phạm những cái cam kết của chính mình và người phát ngôn của bộ quốc phòng Trung Quốc Vũ Quân đã tuyên bố trong một lời đáp trả đối với Tổng thống Joe Biden trong gói viện trợ 567 triệu đô la à, và không phải gói viện trợ gói gói bán hàng à, vũ khí cho Đài Loan trong đó thì ông đã cực lực nói rằng là phía mỹ phớt lờ đi những cảnh báo và phản đối gây gắt đến từ chúng ta tiếp tục cung cấp uh, ủng hộ vũ khí và quân đội cho quân sự cho đài loan và điều này là một sự vi phạm trắng trợn nguyên tắc một trung quốc cũng như là cái uh, tuyên bố chung uh, ba bên có mặt của nước mỹ và trung quốc trước đây điều này đã làm uh, nguy hiểm hơn một cách sâu sắc liên quan đến chủ quyền uh, của Trung Quốc cũng như là mối uh, lợi ích um, an ninh quốc gia của đất nước chúng ta và làm suy mòn, làm xói mòn hòa bình ổn định trong uh, vùng uh, eo biển Đài Loan. Chúng tôi bày tỏ sự lên án mạnh mẽ với lại những cái sự, uh, và những cái hoạt động gây leo thang căng thẳng của uh, nước Mỹ ngoài ra thì người đại diện bộ phòng trung quốc cũng nói rằng là những nỗ lực để sử dụng đài loan kiềm chế trung quốc sẽ chỉ uh, dẫn tới một cái hậu quả cực kỳ cay đắng cho những người nào mà dám làm điều đó À, đến bây giờ thì chúng ta cũng đã biết rằng là um, cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ được khoảng một năm rưỡi thì chúng ta thấy rằng là người ta cần có một cái cuộc chiến để gối đầu bởi vì sớm muộn thì các cuộc chiến nó cũng sẽ kết thúc mà nếu không có doanh thu mới thì cũng rất mệt đúng không ạ không có những cuộc xung đột mới thì cũng không thể nào uh, kiếm được doanh thu uh, và tất nhiên rằng là để thúc đẩy cái nền uh, sản xuất công nghiệp quốc phòng trong nước cũng như là gây ra bất ổn ở các khu nước khu vực để mà phục vụ lợi ích địa chính trị. Thế thì năm ngoái bà Nancy Pelosi trước khi về vườn thì bà ấy đã dẫn đầu một phái đoàn của Hạ viện Mỹ chuyến thăm Đài Loan năm 2000. À vâng phải năm 2022. Sau đó thì chính quyền Trung Quốc đã cực lực lên án chuyến đi thăm của bà Pelosi, đúng không ạ? Và lúc bấy giờ thì họ đã nói rằng chuyến đi của bà ấy là một sự ủng hộ công khai của Trung Quốc đối với lại cái sự ly khai của Đài Loan khỏi Trung Quốc và từ đó thì chúng ta đã thấy một cái sự leo thang một cách cực kỳ là nhanh trong cái vấn đề này, còn vốn trước đó thì nó cũng khá là bình thường. Tất nhiên chúng ta cũng biết đúng không ạ, đó là một cái gì đó mà họ đã nhìn thấy cái sự cảm hứng đến từ cuộc chiến ở Ukraine. Vâng, cũng một thông tin liên quan đến tình hình ở Trung Quốc và liên quan đến thứ chúng ta đã nói ngày hôm qua, đó là cái cuộc chiến thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc đã chính thức bắt đầu rồi, không ngờ nó đến nhanh như vậy. Vâng, chỉ rất nhanh thôi, ngay sau khi Liên minh châu Âu tuyên bố họ sẽ áp đặt thuế quan tới 45% với dòng xe điện của Trung Quốc. Thì ở Trung Quốc cũng chẳng hiểu là tê nó ra làm sao mà các dòng xe đến từ Pháp, đến từ Ý đấy đã hứng chịu những cái gọi là một cái thảm kịch về vấn đề bán hàng ở Trung Quốc. À, Thị phần doanh số của các công ty đến từ Pháp à, và đến từ Pháp chứ không chỉ là xe cộ quý vị ạ Các cái hãng xa xỉ như là Gucci, Jeff Saint Laurent, rồi Balenciaga, rồi LVMH Louis Vuitton, Bucari, Dio, Fendi, Givenchy và hàng tấn các công ty mà chúng ta nhìn thấy đấy Đã đồng loạt leo uh, lao dốc sau khi chính phủ của Trung Quốc đã áp đặt một loạt các cái biện pháp thuế quan mới đối với lại các mặt hàng xa xỉ phẩm này. Thậm chí những mặt hàng có cồn đến từ châu Âu bây giờ đã phải đối mặt với mức thuế quan chưa từng có lên tới ,9, 3,9, 39% và đây tất nhiên là một đòn đáp trả của Trung Quốc đối với lại cái mức thuế quan mới mà Liên Minh Châu đã áp đặt cho xe điện của họ mà có cái nó đã lên tới 45% đúng không ạ chúng ta đã trao đổi cách đây vài ngày vâng quay trở lại Đài Loan để kéo một tí thông tin mới nhận đó là theo một cuộc khảo sát của chính viện Đài Loan uh, viện quốc phòng Đài Loan thì có tới 61 người Đài Loan không tin rằng là Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan trong vòng 5 năm tới. 50% người Đài Loan không tin rằng là chúng, uh, Trung, uh, người Đài Loan có khả năng để có thể kháng cự khi mà tấn Trung Quốc mở cuộc tấn công. Và 52% người Đài Loan tin rằng quân đội Mỹ sẽ can thiệp vào cuộc xung đột trong trường hợp có một cuộc xung đột trực tiếp với lại Trung Quốc hết lời trích dẫn. Vâng, còn tình hình ở khu vực uh, Georgia ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã biết rằng là Liên Minh Châu Âu đã gây sức ép với lại Georgia để mà đảo chiều các cái sắc lệnh họ đã thông qua liên quan tới chuyện LGBT giới tính, uh, rồi là cái chuyện uh, luật lệ nước ngoài, đúng không ạ? Sau đó thì chính phủ nước này đã kháng cự nói rằng là họ sẽ không đảo chiều những cái quyết định như vậy. Sau đó thì Liên minh châu Âu đã nói rằng là họ cảm nhận rằng nền dân chủ ở Georgia đang gặp một cái rủi ro cực kỳ lớn. Ừ. Ngày hôm nay thì tòa án hiến pháp của Georgia lại tiếp tục uh, từ chối là không có đình chỉ cái đạo luật liên quan tới tổ chức uh, nước ngoài hoạt động ở nước này theo yêu cầu của tổng thống nước này bà Salome Zurabishvili. Vâng, tôi cảm giác rằng ấy là những người mà đang bưng bát cơm ở châu Âu ấy mà họ thấy một cái quốc gia ở một cái vùng xa tít tắp hàng nghìn km mà nó có cái đạo luật nào đó ảnh hưởng tới vấn đề nhân quyền ấy thì họ không ăn nổi hết bát cơm, đúng quý vị? Vâng, mình tưởng tượng ra cảnh của gia đình ở nước Pháp, nước Bỉ, nước Hà Lan hai vợ chồng ngồi ăn cơm đối diện với nhau chồng thì đang ăn rất ngon, vợ thì vừa ăn vừa ấm ức, vừa nước mắt lòng vòng, đúng không ạ? Đấy, ở Việt Nam thì cảnh đấy diễn ra chỉ khi mà bị chồng hoặc nhà chồng bắt nạt thôi. Thế nhưng mà lúc hỏi ra thì bà vợ bảo là tình hình dân chủ ở Georgia căng lắm anh ạ. Em không ăn được hết bát cơm này. Vâng, bây giờ thì ở Ukraine hôm nay quốc hội nước này cũng đã chính thức thông qua rồi. Như vậy họ đã chính thức thông qua một cái đạo luật đã đồn đại bấy lâu. Vâng, đó là cái đạo luật mà áp thuế chiến tranh đấy. Trước đây thì cái mức thuế này là 1,5%, bây giờ nó tăng một phát lên tới 5%, có nghĩa là gấp hơn 3, tức là 350% cùng lúc. Và, và tất nhiên thì chỉ áp dụng với người dân thôi, còn không áp dụng với quân đội, có nghĩa là những người trong quân đội vẫn phải đóng thuế nhưng mà là cái thuế cũ, 1,5%. À, cái đạo luật này thì tôi không có hiểu nắm về việc làm tổng thống đúng ạ, hay làm 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 chính phủ, nhưng mà cơ bản tôi cảm giác với tình hình của Ukraine bây giờ thì cái đạo luật làm đạo luật có khả năng nó sẽ uh, rất nhạy cảm đúng không ạ, rất tại thời điểm này. Bởi vì uh, năm nay nó khác rồi quý vị nhé, Đặc biệt là cách đây khoảng nửa năm ấy thì cái tình hình kinh tế của Ukraine nó rất là khác trước đây chúng ta biết là trước đây ấy, thì thứ nhất là cái nguồn mà tiền của nước ngoài đổ trụn vào Ukraine nó cực kỳ nhiều, cho nên là mình cứ thể nói rằng là sản vật phong phú đấy ở Ukraine ấy, thì cái mức sống của họ tiếp cận mức thịnh vượng ấy nhiều khi còn hơn ở Châu Âu, tức là cái giá của đồ ăn thức uống nó cực kỳ là thấp luôn Đấy, bởi vì là cái nguồn viện trợ đến mà chúng ta thấy là cái quy luật nó rất là tất nhiên thôi. Thế nhưng mà khoảng 6 tháng trở lại đây thì tất cả mọi thứ đều căng. Thậm chí những nhiều mức giá của các mặt hàng thiết yếu nó tăng gấp mấy lần luôn. Đấy, cho nên là cái điều đấy thì nó cũng rất là tự nhiên. Bởi vì cái nguồn tiền bây giờ nó không có vào một cách nó hào phóng như trước nữa. Đúng không ạ? Và đất nước bây giờ càng ngày càng làm ít đi, ăn nhiều hơn tiền thì vào ít hơn đúng không ạ? Đấy, cho nên là nếu mà áp cái thuế này vào thời điểm này thì có thể nói rằng cũng không hề là là người dân mà người ta đang khao khát hòa bình như thế mà người ta có thể bỏ qua đâu. Bởi vì là đây là thuế thuế chiến tranh như quý vị ạ. Và thuế chiến tranh 5% thì chúng ta tưởng tượng nó khủng khiếp như thế nào. Thì tất nhiên rằng nó sẽ kích thích cái việc là người ta tìm kiếm hòa bình nhiều hơn. Mà À, cái hành động đấy mà nó cực đoan nữa thì có nghĩa rằng là người ta sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề đúng không ạ để đạt được mục đích của mình và ngày hôm nay thì người ta cũng đã thấy bà Ursula von der và chủ tịch ủy ban châu đã xuất hiện tại Moldova vâng dạo này trông nụ cười thì của bà còn khá tươi nhưng mà trông nó đã khá là méo mó so với cách đây một năm đúng không ạ và dạo này bà cũng ít nói ít cười, Đấy. không hiểu bà đến Moldova để làm gì. À, người ta đồn rằng là rất có khả năng thì bà đi tìm kiếm những ứng viên để thay cho chức chủ tịch ủy ban châu Âu trong tương lai. và tất nhiên một uh, quý bà như là bà tổng thống Sandu, đúng không ạ, đã xuất thân từ uh, diễn đàn kinh tế thế giới ra thì không uh, và là một người phụ nữ là ứng cử viên quá hoàn hảo rồi. và tuy nhiên thì bà Sandu chắc là cũng rất muốn gặp bà Ursula von der Leyen. Bởi vì ít nhất thì bà cũng còn phải tìm hiểu trong tương lai thì những cái sự nghiệp chính trị nó cũng có cả những cái kinh nghiệm liên quan tới bác sĩ phụ khoa nữa, đúng không ạ? Cần phải học hỏi. Cũng liên quan tới tình hình ở châu Âu. Thì ngày hôm nay theo thống kê của tờ Bloomberg, các quốc gia của sườn phía đông của NATO đã tăng cái ngân sách quốc phòng trong năm qua tới 70 tỷ đô la, một mức độ chưa từng có tiền lệ. Chi phí quốc phòng này bao gồm 14 quốc gia và nó đã tăng lên một cách khủng khiếp kể từ khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ. Với Ba Lan đứng đầu danh sách trong chỉ số này với chi tiêu quốc phòng đạt tới 4,12% GDP trong năm nay. Theo sau đó là Estonia, siêu cường Baltic với 3,45% GDP. Latvia 3,15 và Hy Lạp 3,08 còn lại một quốc gia Litva, ban tích cuối cùng là Litva cũng không kém cạnh khi cũng đạt gần 3%. Hầu hết các quốc gia ở Đông Âu và Trung Âu, tức là các quốc gia trong khối xã hội chủ nghĩa cũ, à, vâng, thì đều đạt ở mức trên 2,0% GDP và các quốc gia như vừa rồi thì còn hơn cả 3% vâng rất là thú vị đúng không ạ à, trong khi đó thì các quốc gia tây âu thì cái tỷ lệ đóng góp của ngân sách nó ít hơn nhiều và điều này cũng không có cái gì là đáng ngờ đúng không, quý vị à, và nếu mà chúng ta à, có được mình là bang chủ đấy hoặc là trưởng lão mà mình vớ được mấy cái thằng ong ve nó mới gia nhập bang thì tất nhiên mình phải bắt nó cày rồi và không những cày nó còn làm cái lá chắn. Nữa. Mà bởi vì là nó vào mà. Mình có bắt nó vào đâu. Nó xin vào. đó vào thì bây giờ phải đóng phí chứ. Đúng không ạ. Và bây giờ vào thì... Uh, mày gần Nga thì mày sẽ bị Nga đánh đầu tiên chứ tao có bị đánh đâu. Thì mày đóng là đúng. Đúng không ạ. Và mày làm lá chắn là đúng rồi còn gì nữa. Và tiếp tục vài thông tin ngắn. Uh, thi thể của những chiến binh Wagner uh, đã thiệt mạng trong vụ tập kích của phiến quân ở Mali. Đã được... Uh, thu hồi trong một đợt tấn công của lực lượng Wagner cộng với chính phủ quân chính phủ Mali trong một chiến dịch đặc biệt khiến cho quân nổi loạn bị thất bại và tan rã trận địa. Và nghe đồn rằng là lực lượng Wagner chiến đấu ở châu Phi họ có một cái một cái kiểu như là mất trận địa nhưng mà không thể mất thi thể đồng đội đấy, cho nên là họ đã tái chiếm để mà lấy lại thi thể đồng đội bằng được. Tờ Thời báo Tài chính cho biết là chính quyền kỳ ép đối diện với những vấn đề khó khăn liên quan tới tài chính, cho nên họ không loại trừ khả năng là dỡ bỏ cấm vận xuất khẩu vũ khí để đạt được một cái mức uh, ngân sách tài chính uh, và tiếp tục mở rộng sản xuất ở trong nước uh, và dùng đồng tiền đó để mua vũ khí ở nước ngoài sáng nay thì chúng ta đã biết rồi các công ty uav sản xuất uav ở ukraine họ kiếm rất nhiều tiền trong việc bán uav ra nước ngoài đặc biệt là cho các khu vực các quốc gia trung đông và các cái uav đấy đã được sử dụng để tấn công vào những cái lực lượng thân nga đấy cả châu phi nữa Cuộc họp thượng đỉnh Ramstein, vâng cũng chả phải thượng đỉnh lắm, nhưng mà lần này thì nó có tí quan trọng thôi. Thì vì đã, lý do là đã khó không có những đủ mặt của các yếu nhân, cho nên là đã được hoãn từ ngày 12 cho tới ngày 17 tháng 10. Đấy, và nó sẽ tiến hành bên lề của cuộc họp của các vị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở thủ đô Bruxelles bị thay vì ở nước Đức vâng cũng đi qua qua vài thông tin liên quan đến tình hình chiến cuộc Ukraine thì ngày hôm nay chính phủ nước này đã phát đi tín hiệu là muốn tổ chức một thượng đỉnh hòa bình mới vào tháng 12 thay vì tháng 11 và lần này thì họ muốn nước nga à, sẽ là một trong những thành phần quan trọng Đấy. À, đại sứ của họ tại thổ nhĩ kỳ đã loan báo như vậy trong khi đó thì tổng thống Zelensky nói rằng ông nhìn thấy một cơ hội 10 10 để kết thúc cái cuộc xung đột quân sự này vào ngay tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm nay. Đồng thời thì ông cũng hé lộ ra những cái điểm đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng của mình, đó là việc NATO sẽ mời Ukraine vào gia nhập tổ chức này và điều khoản đầu tiên. Mà ai chỉ cần xem điều khoản đầu tiên này thì có thể bỏ xem toàn bộ phần còn lại vì nó không bao giờ xảy ra vâng còn về tình hình Trung Đông thì đến ngày hôm nay chúng ta nhận được những cái thông tin đến từ Bộ trưởng Quốc phòng Galan nói rằng là cái vụ trả đũa của nước của ông đối với lại Iran ấy thì nó sẽ rất khốc liệt chưa từng có trong lịch sử và sẽ khiến cho kẻ thù choáng váng đấy nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thấy có một cái 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 tín hiệu nào cụ thể về việc đó ngày hôm qua thì ông đã được chỉ thị à, đã ông đã xin chỉ thị để sang Mỹ gặp chính phủ Mỹ để có thể bàn về cái việc đó bởi vì là chính phủ Mỹ đã không sang Trung Đông vì bão tố thế nhưng mà không biết đến phút cuối thế nào đó thì chính thủ tướng Netanyahu đã ngăn chặn ông Galan đến Mỹ và người ta đồn đoán rằng là ông Netanyahu bị hội chứng ám ảnh lại của nhà vua khi mà để các quan cận thần cao cấp được ủng hộ bên nước ngoài đi xa rất có khả năng sẽ mang đàn sói quay trở về để hất cẳng ông cho nên ông đã ngăn chặn ngay lập tức À, điều đấy thì không phải là không có lý như quý vị nhé bởi vì để một người bộ trưởng quốc phòng như ông galan có uy tín khá lớn ở đất nước của mình mà sang mỹ để gặp các nhà tài phiệt do thái và chính phủ mỹ rồi chính phủ uh, tương lai là ông donald trump vân vân thì cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu đúng không ạ thực tế mà nói chúng ta thấy rằng trong trường hợp của ông netanyahu thì ông ấy hành động như vậy là rất là có lý thôi bởi vì ông ấy đang bị ép tứ bề ông ấy mà dừng cuộc chiến này cái thì ông sẽ bay màu luôn đúng không ạ Đấy, và có khả năng là chuyện gọi là lao lý nữa. Những hành động mà của Netanyahu ấy thì cho thấy rằng là luôn muốn tạo ra một cái căng thẳng, luôn cảm thấy cho dân chúng thấy mình đang có việc phải làm, đúng không ạ? Luôn có một cái gì đó nó rất là dữ dội, nó đang làm gì đó, nó thay đổi vận mệnh này nọ, rất là ghê gớm. Đấy, mà lúc nào cũng phải như thế, phải căng thẳng như vậy. Đấy, cho nên là chúng ta thấy rõ ràng rằng cái việc mà ông để người bộ trưởng quốc phòng của mình đi sang Mỹ là một cái điều nó cũng không phải là 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 đơn giản. Trong khi đó giao tranh ở khu vực miền Nam đi bang vẫn diễn ra dữ dội, hai bên tiến công phục kích vân vân thôi xem kết quả trận đấu quý vị ạ cơ bản hai bên đều tổn thất, à, UKXN cũng chiếm được đất nhưng mà trả giá khá đắt mà cũng chẳng biết có giữ được hay không, cũng không biết họ định tiến tới đâu cả tôi thì cảm thấy là lần này ấy, thì cái triển vọng cái tiên lượng của cái việc tiến quân họ nó còn khó hơn nhiều so với lại ở gaza cho nên là thực sự là mình cũng không có nhiều để thứ để nói đúng không ạ hay nói đúng hơn là mình nói về ukraine chiến cuộc nó hấp dẫn quá hấp dẫn nó chán rồi đúng không ạ bây giờ lại nhai thêm một cái chiến cuộc mà trông nó chán phèo này nữa thì nó hơi bị chán kiểu nó mất hứng đúng quý vị cho nên là chúng ta đợi kết quả thôi Thế còn về Iran thì hôm nay lại tiếp tục những thông tin những nhà lập pháp của họ cộng với những người có ảnh hưởng trong chính phủ đã liên tục gây sức ép với lại giáo chủ Khamenei và quốc hội rằng là thông qua những cái vấn đề gì đó để thừa nhận hoặc là theo đuổi vũ khí hạt nhân. Đấy, thế còn một bà phe khác thì nói rằng là họ đang chờ Israel tấn công họ phát thì ngay lập tức họ sẽ tuyên bố rút khỏi cái hiệp ước Uh, không phổ biến vũ khí hạt nhân để mà theo đuổi tư cách cường quốc hạt nhân còn không biết là lúc bấy giờ họ có hạt nhân hay chưa. Vâng thông tin thì rất nhiều lặt vặt nhưng cơ bản chúng ta có những thông tin mà mang tính chất thay đổi cuộc chơi là như vậy. Điều quan trọng là chúng ta chờ đợi là xem Israel họ sẽ làm gì để đáp trả với lại Iran và trong trường hợp đáp trả như vậy như thế nào và Iran sẽ đáp trả ngược lại ra làm sao và các vấn đề liên quan đến hạt nhân nó như thế nào bởi vì cái chuyện Iran trở thành một cường quốc hạt nhân thì mặc dù chúng ta đã biết nhưng mà nếu để tuyên bố ra thì nó cũng là một việc nó nghiêng trời lệch đất chứ cũng không phải đơn giản đúng không ạ là một cái sự kiện địa chính trị rất là gọi khủng hoảng và từ đó thì chắc chắn vùng Trung Đông này sẽ nó sẽ không phải là nó nó, nó người ta sẽ không biết là thay đổi theo cái hướng như nào nhưng cơ bản nó không còn như trước nữa thay đổi như nào thì chúng ta không biết chúng ta chỉ biết rằng là lúc bấy giờ Xiên sẽ lép vế đúng ạ à, lép vế so với lại bây giờ chứ chưa nói gì là bây giờ đã lép vế hay chưa nhưng mà sẽ lép vế bởi vì là kẻ thù chính của họ thì đã có vũ khí hạt nhân và lại có theo một gọi là một loạt các cái thế lực đồng minh xung quanh nữa cũng rất là hổ báo và tình thế như vậy có thể nói đối với excel một tình thế rất là nguy kịch đúng ạ à? hôm nay thì trong khi đó quan chức excel vẫn nói rằng muốn đánh phủ đầu để cho Iran không thể vũ khí, uh, sản xuất được vũ khí hạt nhân. Rồi đồng thời là vẫn có quan chức thì vẫn tiếp tục ước mơ là mở rộng lãnh thổ ra các vùng của đất của Syria, thủ đô Damascus, vùng Liban. Đại khái là thiết lập một nhà nước đại do Thái đấy. Đấy, cái tư tưởng Zionism ấy, tức là đại do Thái. Đại do Thái thì rất khác với lại do Thái quý vị nhé. Thì cái đấy là đâu đó người ta ghi trong những quyển kinh thánh như nào đó Cái đế quốc Israel cổ đại đấy, đúng không ạ? Vương quốc cổ đại có từng có thời nhìn nó đã rất là rộng Thì bây giờ họ đại khái như là họ muốn phục quốc mà thôi Cho nên chúng ta mới có từ là là, là, là đế quốc phục quốc đấy, đúng không ạ? Vâng, tình hình thế giới nó là như vậy quý vị ạ Chúng ta cứ phải chờ đợi thôi Còn bây giờ thì mời quý vị quay lại với lại phần giao lưu câu hỏi địa chính trị cùng chúng tôi Tại sao Tổng thống Zelensky nói rằng chính Tổng thống Putin mới là một người không điều hành đất nước với tư cách tổng thống một cách hợp pháp sau khi nhà lãnh đạo Nga đã cố gắng viết lại hiến pháp vài năm trước đây? Để duy trì quyền lực quốc suốt đời và tôi không còn nhớ rằng ông ấy nói như vậy nữa nhưng xong suốt thời gian vừa qua thì uh, ông Zelensky, ông ấy thường nhắc tới cái câu chuyện rằng là Putin muốn duy trì quyền lực suốt đời đúng không ạ? Cái đấy thì đúng là ai nghe và tôi cũng nhớ. Uh, vâng, tại sao thì nó cũng nó khá là đơn giản thôi thì tôi chỉ biết mô tả thế này để quý vị nhìn nhớ. Thứ nhất là tổng thống Putin thì uh, không phải là Putin viết lại hiến pháp mà bởi vì là Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang đã viết lại hiến pháp để mà thay đổi uh, Kéo dài quyền lực và tăng quyền lực cho Tổng thống Nga Như vậy về mặt luật pháp là nó hoàn toàn hợp pháp Đúng quý vị Đấy, về mặt luật pháp là nó hợp pháp Ở à, đây chúng ta thấy một bên là Nga, một bên là Ukraine này Thế còn cái chuyện rằng là có điều gì khuất tất hay không Thì cũng giống như cái việc là Phương Tây nói rằng Tổng thống Nga Làm sao mà có thể thắng được cử bầu cử tới 80% được làm sao mà ông ấy có thể đạt được 90% ủng hộ phiếu bầu vân vân và vân vân đúng không ạ như vậy dẫn ra là khuất tất và đất nước nga làm sao mà dân chủ được bầu cử dân chủ được khi mà cái 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 ông ấy không có một đối thủ là xứng tầm bởi vì nói nóm tóm lại là họ không thừa nhận rằng tổng thống nga là một người quyền lực một người có ảnh hưởng và một người được cử tri ưa chuộng hơn tuyệt đối so với các đối thủ khác đúng không, quý vị Thế thì bây giờ cũng không phải lỗi tại Putin Bây giờ người ta cứ bầu cho ông ấy làm sao mà ông ấy có thể là ông cưỡng lại được đúng không, quý vị Chẳng nghĩa là bây giờ ông ấy bảo là toàn dân lưu ý Đấy, nếu như mà thấy kiểm phiếu đến 60% thì tuyệt đối không được bầu nữa Đúng không quý vị, thì mới ấy chứ Mà chỉ có điên thì mới làm như vậy Đúng không quý vị? Cho nên là người ta sẽ lấy lý do rằng là Putin vì ảnh hưởng quyền lực của mình quá lớn, cho nên là Quốc hội và Hội đồng Liên bang đã uh, đại khái là tình nguyện làm điều đó. Đấy bởi vì là quyền lực cũng như là ảnh hưởng cũng như là giỏi cũng như là đẹp trai cũng như là uh, tài năng cũng như là vân vân, đúng ạ? Đấy thì thôi thì nên nói thế thì cũng chịu luôn. Thế còn uh, Tổng thống Zelensky thì chúng ta cũng biết một điều là tôi không biết rằng là trực tiếp ông Zelensky có à uh, khiến quốc hội của mình thông qua cái um, thiết quân luật hay không. Bởi vì phải kéo dài thuyết quân luật thì mới kéo dài đất nước trong cái tình trạng mà khủng hoảng và chiến tranh. Đồng thời là như thế thì không thể bầu cử được, đúng không ạ? Và không bầu cử được thì đương nhiên là ông là đang làm tổng thống cứ thì cứ làm quyền tổng thống mà thôi. Thì chúng ta không biết rằng ông dân kia có tác động trực tiếp hay không thế nhưng mà chúng ta biết rằng kể cả trong trường hợp ông zelensky không tác động trực tiếp thì những người mà muốn ông zelensky nắm quyền và cái toàn bộ cái ekip bây giờ nắm quyền à, để mà kéo dài cuộc chiến đúng không ạ quý vị thì người ta sẽ tiến hành để người ta thực hiện được cái việc như vậy bởi vì người ta không muốn cuộc chiến kết thúc còn lý do tại sao thì chúng ta cũng đã biết rồi đúng không ạ và cái việc đến làm việc đồng lòng bởi vì ở ngoài thì họ lợi dụng được cuộc chiến này kéo dài để kiếm tiền để kiếm lợi lộc để mà tạo lợi thế địa chính trị để làm suy yếu nước nga kẻ thù của họ vân vân và vân vân có thể nói rất nhiều ở thế lực bên ngoài ở bên trong thì người ta chỉ có thể kéo dài cuộc chiến thì người ta mới duy trì được quyền lực của mà thôi còn nếu như mà chúng ta thấy ở ukraine bây giờ ấy, mà hòa bình một cái thì một là đất nước quân phiệt hóa một cách điên cuồng để chuẩn bị chiến tranh tiếp theo hai là toàn bộ cái ekip đó sẽ phải lên đường Đúng quý vị, cho nên rõ ràng chúng ta thấy rằng là người ta chỉ có kéo dài cuộc chiến thì người ta mới có thể duy trì được quyền lực Và như vậy chúng ta thấy chỉ có duy trì được quyền lực như vậy thì mới duy kéo dài được cuộc chiến Và cũng chỉ có kéo dài thiết quân luật thì mới có thể kéo dài được cái việc mà tình trạng không bầu cử mà thôi Đúng ạ, à, thế thì vậy thì cái câu chuyện ở Ukraine nó cũng liên quan tới việc là cũng giống như kiểu là À, ông Zelensky nói rằng là đất nước Ukraine và phương Tây muốn hòa bình. Thế nhưng mà cơ bản một tay ông ấy đã à, không biết là ông ấy là, là 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 tự động bản thân ông ấy hay là ai đại khái là giật dây. Nhưng mà ông ấy đã ra một cái sắc lệnh cấm đàm phán hòa bình với nước Nga. Và bây giờ thì ông ấy nói rằng là thượng đỉnh hòa bình lần tới thì ông ấy sẽ đàm phán hòa bình với nước Nga. Đúng không, quý vị đấy thì cái câu chuyện như vậy là chúng ta thấy và trong suốt thời gian đó thì ông nói rằng là à, đất nước của ông rất muốn hòa bình nhưng mà nước nga không muốn hòa bình trong khi đó thì nước nga không có cấm luật nào cấm hòa bình chỉ có nga cấm hòa bình mà thôi thì ý tôi nói rằng là hai câu chuyện nó khác nhau nhưng mà đại khái rằng là nó có rất nhiều những cái mà nó uh, nó nó cứ tèn tèn, tèn đúng không, quý vị có nghĩa rằng nó là một cái sự xào nấu bốc thuốc Thế còn ở Nga thì chúng ta không biết Vì tôi không biết nên tôi không nào nói gì Và chúng tôi chỉ nói một điều là thứ nhất Đó là vấn đề được chính luật pháp của Hội đồng Liên bang Cộng với Quốc hội là hai hơi cơ quan đại diện cao nhất của đất nước của họ Đúng ạ Và thứ hai nữa rõ ràng là Tổng thống Nga Putin là một người được người dân ủng hộ Thông qua bầu cử và bình chọn trên mạng ở mức độ cao nhất thế giới Đúng ạ Đấy thì chúng ta nhìn thấy Thì chúng ta đi tới một cái nhận định ban đầu như vậy thôi Thế còn cuối cùng thì ông Zelensky tại sao ông nói thế? Thì chúng ta đương nhiên chúng ta quay lại cái điều hai của Ukraine, bản thân ông ấy ra cái luật để cấm đầu cấm đàm phán hòa bình. Trong khi đó ông đổ lỗi cho Nga rằng là Nga không muốn đàm phán hòa bình. Thế vậy thì cái câu chuyện rằng chính những người có tội thì người ta người ta nói dối thì người ta phải bịt một người khác, đúng không quý vị. Bây giờ chúng ta thấy một cái cuộc chiến thanh trừng truyền thông rầm rộ trên toàn cõi châu Âu và nước Mỹ. Vậy thì ở Trung Quốc ở Nga làm gì có cái chuyện đó đâu ờ Ấn Độ làm gì có đâu thì cơ bản là ông nào đang bịt mồm dân chúng của mình thì là ông ấy là ông nói phép chứ còn ông nào là đúng quý vị ở đây thì rõ ràng là ông Zelensky nói như vậy thì vâng thì chúng ta cũng đã thấy đúng rồi nếu tính theo cái nguyên tắc như vậy còn ở Việt Nam chúng ta thì nó có một cái ý trong đó, đó là cái ý lấy bụng ta suy ra bụng người đúng không quý vị? Khi ông ấy không phải là, ông ấy nói, tôi không biết ông có nói Putin bất hợp pháp hay không. Nhưng ông nói rằng Putin muốn kéo dài quyền lực suốt đời. Thì ở cái yếu tố bụng ta suy ra bụng người đấy nó rất là rõ. Tại sao nói kinh tế Trung Quốc lớn hơn Mỹ mà GDP lại còn lâu với bằng Mỹ? vâng gdp ở đây nó có hai khía cạnh đúng không ạ hôm nay thì tôi sẽ nói rõ thêm nữa về cái vấn đề này trước đây trong kỳ trước thì chúng tôi đã từng sử dụng một cái câu chuyện để nói cùng quý vị khi người ta cứ nói về việc là gdp của nước nga thì chủ yếu là để sản xuất bom đạn chứ còn nó đóng góp gì vào cho gọi là, 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 là giá trị của đất nước của họ đâu như là các quốc gia phương tây đâu thế thì chúng ta cũng đã biết rằng là để tạo ra được một cái khẩu súng thì người ta phải trải qua hàng trăm công đoạn đúng không ạ từ cái lúc mà lấy cái cục quặng từ dưới lòng đất đấy để mà tạo ra cuối cùng được cái khẩu súng và viên đạn thì chúng ta không biết là nó tạo ra cái giá trị gì cho nước nga đúng quý vị à, chúng ta hãy thử xem các cuộc chiến tranh thì nó tạo ra được những giá trị gì cho các quốc gia thì chúng ta cũng đã biết rồi lý do người ta tại sao người ta gây chiến từ cổ chí kim chẳng nhẽ người ta đánh nhau để cho nó vui đúng không ạ thế nhưng nếu để mà áp dụng cái cách đó thì chúng ta hãy nhìn vào châu Âu và nước Mỹ mà xem quý vị nước Nga sản xuất ra một khẩu súng thông qua hàng trăm công đoạn nước Mỹ có những cái dịch vụ tài chính nó thông qua năm lần bảy lượt dịch vụ trung gian nó thổi phồng cái giá trị nó lên đúng không ạ rồi ở châu Âu nước Mỹ có những cái trang web người lớn trang web người lớn đấy thì ví dụ như tôi hay là bất kỳ quý vị nào tầm gọi là 6, 7, 80 với thân hình như quả táo tàu lên mặc một cái quần xịp màu hồng, đúng không ạ? Đấy, mà chúng ta uốn éo theo những cái điệu nhạc dâm dật nào đó. Một tháng có thể kiếm được 1.000 đô ngon ơ. Vậy thì chúng ta thấy rằng là liệu cái việc chúng ta lên múa may quay cuồng như vậy thì nó đóng góp cho xã hội nhiều hay là cái việc mà cái khẩu súng đấy nó sản xuất nó đóng góp xã hội nhiều? Tôi không thể nói cái nào hơn cái nào, nhưng mà đáng để suy nghĩ đúng không, quý vị. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại cái vấn đề Trung Quốc với Mỹ để chúng ta nói một cái chủ đề mà thế giới nói rất là nhiều. Khi mà người ta đưa cái GDP vào để mà luôn cò kè với nhau. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng thế này. Làm cách nào, nó nói đơn giản là nếu Trung Quốc muốn GDP lớn bằng Mỹ, làm cách nào họ có thể có được GDP lớn bằng Mỹ chỉ trong một đêm. Tôi khẳng định quý vị là rất dễ để làm đúng không? mặc dù người ta có công nhận hay không nhưng mà về nguyên tắc nó sẽ không khác gì các quốc gia phương tây trung quốc ký hợp đồng đóng tàu uh, sân bay cho iran cho triều tiên cho nga 100 chiếc cùng lúc chúng ta sẽ thấy gdp nó lên khủng khiếp ngay đúng không còn cái việc ông có đóng hay không có bàn giao bao giờ là đấy là quyền của ông Tất nhiên thì cuối cùng người ta cũng phải làm, đúng không ạ, quý vị? Thế nhưng cái câu chuyện mà nói ý ở đây ấy, thì cái GDP danh nghĩa nó liên quan tới các cái hoạt động xuất khẩu rất nhiều và nó nói về cái 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 mức độ giàu có của đất nước nhưng mà chủ yếu nó giàu có liên quan tới túi tiền của những nhà tài phiệt và nó chỉ mang cái tính chất nó thể hiện một cái gì đấy nó rất là tượng trưng để mà tham khảo, đúng không ạ? Để mà tham khảo rằng cái quốc gia đấy nó đã, đã tham gia vào những cái dự án cái giá trị chung của nền kinh tế như nào, nhưng mà nó lại không nói lên được cái vấn đề một cái quốc gia nào nó thịnh vượng hơn, nó giàu có hơn một cách thực sự và mình nói theo kiểu nhà quê ấy, đó là cơm no áo ấm hơn. Hầu hết những cái giá trị của những cái loại dịch vụ sản phẩm nhắm vào những người trong tầng lớp bình dân và tầng lớp dưới của xã hội không được nhắc nhiều tới trong cái GDP danh nghĩa mà phương Tây hay nói. Thế nhưng mà đối với lại tầng lớp bình dân trung lưu và nghèo của xã hội ấy, thì cái GDP theo thức sức mua ngang giá PPP ấy, nó mới là cái cực kỳ quan trọng. Mà chính cái GDP theo sức mua ngang giá đó là cái phong vũ biểu mà đã khiến cho nước Nga trở thành nước đứng đầu châu về về kinh tế và nước thứ tư trên thế giới. Bởi vì nó có một cái sự liên kết rất là rõ ràng giữa cái sản lượng năng lực sản xuất của nền kinh tế tạo ra giá trị kết nối trực tiếp với lại cái mức sống của người dân hay nói một cách nôm na đúng không ạ thì người ta quan tâm người dân trung quốc quan tâm tới cái việc là một quả trứng của họ nó giá bao nhiêu đô la ở trung quốc khi quy đổi ra ngang giá so với lại một quả trứng so ở nước mỹ khi quy đổi ngang giá ra đồng đô la đúng quý vị thì lúc bấy giờ một cái đồng đô la ở trung quốc Tức là quy đổi ra nhân dân tệ rồi Nó sẽ có thể mua được rất nhiều trứng So với lại một cái đồng đô la ở Mỹ Đấy mới là cái điều đáng nói Có thể nói là rất nhiều Thì như vậy GDP của Mỹ không thể gấp nhiều lần Trung Quốc được Nhưng mà cái sức mua của đồng nhân dân tệ Trung Quốc Nó gấp rất nhiều lần so với đồng đô la của Mỹ Nói một cách nó nó, nó vĩ mô để mà vẫn dễ hiểu hơn Thì có nghĩa rằng là GDP theo sức mua ngang giá Nó nói lên cái việc là cái thu nhập của mỗi một người, chỉ số cái thước đo mà thu kiếm tiền của họ ở trong quốc gia của họ có thể được mua được bao nhiêu, đúng ạ, à, để phục vụ đời sống của họ hay nói đúng hơn là cái mức độ mức sống của họ, đấy từ cái thu nhập đó mà quy ước một cách tương đương ra với lại một cái người y hệt như vậy, kiếm tiền được y hệt như vậy ở quốc gia khác thì có thể nói rằng một cái người kiếm được số lượng tiền bằng nhân dân tệ quy đổi ra đô la ở Trung Quốc sẽ có mức sống lớn hơn nhiều so với một người tương tự ở Mỹ. Một người như chúng ta ở Việt Nam mà kiếm được một số lượng một số tiền 100 đô la một tháng, tôi nói đơn giản như vậy thì sẽ sống sung sướng hơn rất nhiều so với một người kiếm được 100 đô la ở đất Mỹ. Đấy, nói tóm lại nó đơn giản như vậy. Vâng, đấy là cái nguyên tắc, đúng không ạ? Thế còn bây giờ chúng ta thấy cái GDP danh nghĩa như vậy thì Mỹ có bao nhiêu một năm? Nếu tính theo năm mới nhất là năm 2023. Thì tôi lấy cái luôn cái chỉ số của thế giới, cho quý vị chờ tôi một chút. Nước Mỹ 2023 nhé. Là GDP danh nghĩa của họ 25.000 tỷ. 25.000 tỷ, đúng không ạ? Đấy. 25.000 tỷ nhé. Thế còn uh, GDP của Trung Quốc năm 2023 là 17,7 nghìn tỷ đúng không ạ? Đấy. Có nghĩa là Mỹ hơn Trung Quốc tới uh, 7,3 nghìn tỷ theo uh, theo GDP danh nghĩa. Đấy chúng ta nhớ là GDP danh nghĩa và GDP sức mua ngang giá là hai cái khái niệm GDP. Và cũng cùng thời gian này thì cái sức mua ngang giá của GDP của Mỹ được tính là 25,5 nghìn tỷ theo thống kê của các tổ chức thế giới của phương Tây. Có nghĩa rằng sức mua ngang giá của người Mỹ chỉ còn hơn GDP danh nghĩa có nửa nghìn tỷ mà thôi. Còn của Trung Quốc là bao nhiêu? Của Trung Quốc là khoảng 30 nghìn tỷ. Có nghĩa là gần gấp đôi so với lại cái 17,7 nghìn tỷ của họ. Sức mua ngang giá Đấy, như vậy chúng ta thấy có một cái sự kinh tranh ở đây. Đây là mình tính toán tất cả tiền của các nhà tài phiệt, đúng không ạ? Với lại tiền của những cái khối bình dân thì chúng ta như thế này. Thì ở trong đây chúng ta có đưa đến một cái kết luận là như thế nào? Kết luận là gì? Là nếu tính ra theo đồng đô la thì Trung Quốc mặc dù là GDP danh nghĩa, Đấy, được ghi nhận bởi nhà nước của các dự án của các công ty trong ngoài nước hoạt động ở nước Mỹ tạo ra đã ít hơn của Mỹ tới 7, mấy nghìn tỷ. Thế nhưng cuối cùng thì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó tạo ra một cái sức mua tới 30 nghìn tỷ, còn của nước Mỹ chỉ có 25,5 nghìn tỷ mà thôi. Có nghĩa là rất nhiều trứng, rất nhiều bánh mì, rất nhiều các cái loại phù tùng, đồ gỗ, nhà cửa vân vân đã được mua ở Trung Quốc cho người dân so với lại người Mỹ. Mình cái hiểu nôm nà nó là như vậy thì cái này nó mới quan trọng với đất nước chứ quý vị đúng không ạ thế còn cái này thì người ta nói đúng cái từ GDP danh nghĩa mà có nghĩa nó chỉ là cái danh thôi đúng không ạ danh nghĩa thôi mà nó không phải là danh bình thường danh nghĩa có nghĩa là cái bề mặt mà thôi đấy là cái thứ nhất đúng không ạ như vậy rõ ràng là cái, cái nền kinh tế của Trung Quốc để mà uh, nền kinh tế quốc dân dành cho Trung Quốc cho người dân của họ thì nó lớn hơn của Mỹ Đúng quý vị. Thế còn của Mỹ thì nó lớn hơn của Trung Quốc trong cái khía cạnh danh nghĩa. Đấy, hay mình nói đơn giản như danh nghĩa này nó giống như là đúng tiếng Anh là cái từ nominee ấy, là cái mệnh giá đấy, cái bề mặt ấy. Thì cái, cái 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 nền kinh tế của Trung Quốc nó có cái mệnh giá 17,7 nghìn tỷ. Đúng không ạ? Còn cái tờ mệnh giá của Mỹ 2,5 nghìn tỷ. Nhưng mà cái khả năng sức mua của cái đờ, tờ của Trung Quốc nó lại lớn hơn của Mỹ rất nhiều như vậy là về giá trị thật của nó là Trung Quốc đã lớn hơn của Mỹ đúng không ạ thì đấy là một cái rút ra của chúng ta cái thứ hai nữa nó là một cái rất là quan trọng để chúng ta nhìn vào bởi vì người Mỹ ấy, thì cái GDP của họ vì nó uh, nền công nghiệp của nó đã bị chảy máu đúng không ạ rất nhiều dịch vụ tài chính rất nhiều những cái kiểu như tôi nói với quý vị ấy là bán um, xây dựng một cái tàu ngầm bán cho đối tác ấy, thì nó chi phí lên khủng khiếp về GDP danh nghĩa Thế nhưng mà trên thực tế của nó thì nó lại cái tiềm năng của nó nó đã gần tới mức tiệm cận với giá trị sức mua ngang giá. Khi nào mà quý vị nhìn thấy là hai cái này khoảng cách không còn xa nữa thì là họ đã phát huy đến cái mức độ tối đa của cái tiềm năng của nền kinh tế theo sức mua ngang giá. Đấy, có nghĩa rằng là cái không gian để mà phát triển GDP của Mỹ nó còn rất ít hay mình nếu mình gọi nôm na nó chỉ còn có nửa tỷ đô thôi. Đấy là bởi vì là họ đã phát huy tối đa tiềm năng này. Thứ hai nữa là họ quá nhiều những cái mang tính chất dịch vụ. Đấy, dịch vụ tài chính ấy, như chúng ta nói rất nhiều ông môi giới chứng khoán cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, rất nhiều ông môi giới nhà cửa cấp các loại này nọ, rất nhiều ông định giá, đánh giá, chả ông nào làm cả. Đúng quý vị, thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy đó có một cái sự vênh váo rất lớn. Thế còn ở Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng là cái tiềm năng của khoảng cách GDP ngang giá với lại GDP danh nghĩa nó gần gấp đôi. Có nghĩa là cái không gian, cái tiềm năng để mà nó phát triển nó rộng vô bờ bến. Đúng quý vị? Đấy là cái điều nó cực kỳ đáng nói. Và nước Nga cũng như vậy. GDP danh nghĩa của nước Nga chỉ xếp đâu đó trên dưới vị trí thứ 10, nhưng GDP danh nghĩa của họ thì lại xếp thứ tư Có nghĩa rằng họ có rất nhiều tiềm năng để mà phát triển. Đấy là cái mà chúng ta có thể rút ra được trong cái bảng mà nó quá ngắn ngủi này. Rồi, đấy là hai cái vấn đề lớn. Thế còn các vấn đề liên quan tới những cái thiết thực thì sao? Thứ nhất, về mức sống rõ ràng là GDP danh nghĩa uh, của Mỹ tuy cao nhưng GDP sức mua ngang giá của họ lại nhỏ hơn so với Trung Quốc. Điều này cho thấy rằng là đời sống của người Trung Quốc đúng ạ nó đã được gọi là là tức là mình tính tổng của đất nước nhé chứ mình không tính cho đầu người bởi vì Trung Quốc nó đông dân mà thì cái giá trị tổng quan của cái cái mức độ sống của người dân Trung Quốc về mức tổng nó đã lớn hơn người Mỹ tới gần 4, 5, tới 4,5 nghìn tỷ. Uh, yếu tố tiếp theo, quy mô của nền kinh tế và sự ảnh hưởng quy mô của nền kinh tế của Trung Quốc đã lớn hơn của Mỹ, bởi vì cái GDP sức mua ngang giá nó nói lên cái điều như vậy. Bởi vì cái sức mua ngang giá nó nói lên một cái vấn đề là bao nhiêu dịch vụ và sản phẩm đích thực đã được sản xuất tiêu dùng ở trong nước. Đó là một cái mình gọi cái từ đích thực. Còn tất nhiên nó cũng tương đối, nhưng mà còn nếu danh nghĩa thì cái từ danh nghĩa nó nói lên tất cả rồi, đúng không ạ? Có nghĩa rằng ấy là ví dụ như là chúng ta thấy một ngôi nhà sản xuất ra có 1 tỷ thôi, nhưng mà qua cỏ kiếc nó lên tới 3 tỷ, đúng không quý vị? Thì hai cái 2 tỷ đấy có thể nói rằng nó không tạo ra cái giá trị đích thực mà giá thổ, trị đấy là giá trị thổi phồng. Và một cái điều hệ lụy cực kỳ quan trọng, đó là người ta sẽ không đi người ta làm kỹ sư nữa. Người ta không đi làm uh, kế toán nữa. Người ta sẽ đi làm cò, đúng quý vị? Người ta sẽ đi làm cò và người ta không tạo ra cái giá trị đích thực cho đất nước và đến khi mà đất nước có một vấn đề gì đó thì toàn bộ cái 2 tỷ đấy nó sẽ bay mất và cái 2 tỷ đấy những người tạo lên giá trị trong cái 2 tỷ đấy nó cũng bay mất theo và cái đám đó nó sẽ trở thành gọi là mình gọi là không có công ăn việc làm một cách đích thực đúng không ạ. Còn tất nhiên thì người ta chuyển nghề hoặc người ta thu nhỏ sản thu nhỏ kinh doanh hoặc người ta dình dập chờ nhưng mà đại khái lúc bây giờ người ta không tích cực để đóng góp vào cái nền kinh tế của đất nước, cho nên là nó cực kỳ nguy hiểm. Tiếp theo đối với lại chính phủ thì người ta không có nhìn vào cái nền kinh tế GDP để mà người ta tiến hành những chính sách liên quan tới đầu tư và hoạch định chính sách mà người ta nhìn vào những cái vấn đề phát triển sản xuất dịch vụ cụ thể đích thực ấy, thì người ta mới nhìn thấy cái bài toán và cái bức tranh kinh tế chính trị nó chuẩn nhất và người ta đều dựa vào cái sức mua ngang giá để người ta ra quyết định, tất cả các cuộc thảo luận chính trị đều phải sử dụng sức mua ngang giá. Còn nếu như ở phương Tây ấy, như Nhật hay Mỹ mà ngang giá nó gần danh nghĩa nó gần bằng ngang giá thì điều đấy có nghĩa rằng là nó gần bằng nhau rồi thì thảo luận cái nào nó cũng như nhau. Đúng ạ? Thế còn ví dụ như là Nga với Mỹ hay là Việt Nam thì chúng ta phải thảo luận trên cái GDP sức mua ngang giá chứ không thảo luận theo cái kiểu kia, có nghĩa là theo cái danh nghĩa. Hay mình nói mình cái này mình bịa ra là bây giờ chính phủ bảo là bây giờ làm cái nào để chúng ta tăng GDP danh nghĩa để cho nó gọi là 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 cái gì không kém bè kém bạn đúng không ạ? Bằng anh bằng em. Đấy. Thế thì uh, chúng tôi giao cho các cơ quan, cơ quan bộ ngành, các ngài cứ đi sang khắp nơi trên thế giới bảo là chúng tôi sẽ đóng tàu miễn phí. À không phải miễn phí mà đại khái như là uh, chúng tôi chỉ cần cái danh nghĩa thôi. Đấy là cái tàu này là tiền tỷ nhưng mà các ngài chỉ cần trả tiền uh, gọi là tiền công 100 thôi. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Trăm triệu thôi. Và trả lâu dài cũng được. Để mà chủ yếu là chúng tôi lấy là lấy cái GDP. Đấy. Thì cũng giống như kiểu bây giờ mình vào đi mình mua uh, uh, anh em làm bán hàng ấy quý vị họ hay bảo mình là anh mua hộ em lấy cái này để lấy doanh số đấy chứ còn em cũng trả lời lãi gì đâu. Còn khi em được doanh số rồi thì căn cứ vào doanh số đấy em được để, để bạt lên làm chức đội trưởng rồi là phó phòng với lại trưởng phòng chơi chiếc đúng không, quý vị thì cái câu chuyện là nó không thực tế, <laughs> đúng không? Mà cuối cùng họ cần là cần cái doanh số chứ không phải là họ cần thực tế là cái việc họ kiếm bán một cái xe thì họ được bao nhiêu hoa hồng. Rồi thì tất nhiên là người ta lên trưởng phòng thì hay là nhận uh, danh hiệu nhân viên xuất sắc của năm thì nó cũng có xèng thôi. Thế nhưng cơ bản rằng là nó có thể đi lấy le với thiên hạ với lệ hãng, đúng không ạ? Đấy là nó đạt được uh, cái, cái, cái 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 thành tựu này thành tích kia. Vâng, thế còn bây giờ mình cứ nói xa chẳng qua nói gần. Ví dụ như ở nước Mỹ thì không biết là các quý vị đang sống ở Mỹ thì giá cả nó như thế nào. Nhưng mà theo tôi thì là một cái bánh mì mà dạng như là bánh mì gọi là bánh mì gà đấy. Hôm trước có người nói rằng là ở đó nó lên tới 100.000 đâu đấy 4, mấy đô đúng không ạ? 100 nghìn. Thế còn ở Trung Quốc thì nó cũng không phải là cái bánh mì gà đúng như vậy. Nhưng nó cũng là cái loại bánh mì gà. À, và nó đại khái nó có cái sự tương đương giống nhau. Thì cái giá của nó là khoảng độ dưới 2 đô. Tức là nó khoảng 5 nghìn. Tức là nó bằng gần một nửa cái bánh mì y hệt như thế ở Mỹ. Tất nhiên là hai hãng khác nhau, đúng không ạ, hai hãng khác nhau. Mà thậm chí tôi nghĩ rằng là còn là một hãng nữa. Bởi vì những cái công ty đồ ăn nhanh người ta cũng bán luôn cả cái đồ đấy ở Mỹ, ở Trung Quốc. Còn ở Nga đâu đấy tôi nhớ rằng là cái bánh mì đấy nó hơn Trung Quốc một tí nhưng mà nó kém Mỹ còn rất xa. Vậy thì ý mình nói đấy là cái nó thiết thực đời sống đúng không ạ? Còn để mà mình tổng quan lại cái câu hỏi này thì nó có hai hàm ý. Thứ nhất về cái GDP danh nghĩa, đương nhiên nước Mỹ lớn hơn Trung Quốc bởi vì họ có rất nhiều dịch vụ và họ đã phát huy tối đa hoặc là gần tối đa những cái tiềm năng kinh tế của họ. Đấy. Thì cái đấy cũng là cái tốt bởi vì người ta phát huy được tiềm năng nhưng nó cũng làm cái dở là bởi vì là nó phát huy tiềm năng rồi thì nó không thể phát huy được nữa và nó có rất nhiều vấn đề dịch vụ ảo đúng ạ đấy và nó không cần thiết Thế còn cái ý nghĩa thứ hai thì có nghĩa rằng là cái sức mua ngang giá của Trung Quốc nó cao hơn thì đồng thời có nghĩa là cái sản lượng của nền kinh tế đích thực là nó cao hơn của Mỹ và thứ hai nữa thì là cái mức sống chung của của toàn xã hội chứ không phải là của mặt bằng so với người Mỹ của toàn xã hội cộng lại thì nó hơn cái sản lượng của mức sống chung của chi phí sống siết của Mỹ đấy đấy là hai các điều mà chúng ta cần rút ra và mình có thể đi tới một cái kết luận nữa là với cái góc nhìn như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta đứng ở cái góc nhìn của các chính phủ phương tây giới tinh hoa cầm gọi là tiền bạc và quyền trong tay thì họ sẽ thích một cái đất nước gdp danh nghĩa cao hơn đúng không ạ thế còn một cái đất nước mà theo kiểu xã hội chủ nghĩa mà vấn đề đời sống của xã hội mặt bằng chung và cái tầng lớp người dân thì rõ ràng người ta sẽ thích một cái quốc gia gdp sức mua ngang giá cao hơn, bởi vì cái điều đấy nó ảnh hưởng tới đại bộ phận quần chúng, nhân dân, đời sống, đúng không ạ? Vâng, vấn đề này thì nó khá là kiểu như là nó, nó nó kỹ thuật, đúng không ạ? Và tôi xin hết, mặc dù tôi đã trình bày nó mang tính chất ăn cơm khoai để quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu hiểu, đúng không ạ? Theo cái kiểu ăn cơm khoai thì nó đã giá khá là là là, là rõ. Tất nhiên thì cái điều này nó không thể so sánh với nhau nhưng mà quý vị có thể hình dung ra để mà có một cái kết quả cuối cùng ấy thì hai thằng hàng xóm đúng không ạ? Một thằng thì lương 100 triệu, đấy, một thằng thì lương 50 triệu. Thế nhưng mà cái thằng lương 100 triệu ấy thì nó đi xe hơi, rồi nó đi xe hơi xịn ấy thì bắt buộc nó phải vào nhà hàng sang, rồi nó phải đóng thuế cao. Thế cuối cùng là nó đem về, nó đưa cho vợ nó hoặc nó cống hiến cho gia đình, cuối cùng đâu đấy chỉ có khoảng độ chục triệu mà thôi. Đấy, bởi vì nó phải làm tất cả những việc rời đất hỡi rồi. Thế còn cái thằng lương năm chục triệu này thì nó cũng đi cái con xe, nhưng mà xe nó là xe rẻ, đồng nát, nó đi nó vất đâu cũng được, nó không phải đổ xe chục triệu như thằng kia, đúng không ạ? Rồi nó ăn uống thì nó cũng dạng như là vẻ hè lòng đường, bia hơi. Và nói chung là nó cũng không sang trọng gì cho nên nó về nó ăn cơm vợ nấu cái kiểu như vậy. Đấy và cuối cùng nó về đưa tiền cho vợ 30 triệu tức là gấp 3 lần thằng kia. Ý nói là đóng góp vào cư quỹ phát triển gia đình ấy. Thì chúng ta có thể hình dung ra là thằng lương năm lương 50 triệu nhưng mà cuối cùng thì là tạo ra một cái mức sống gia đình đúng ạ cho gia đình cao gấp 3 lần thằng kia. Vâng đây là mình nói để mình hình dung thôi chứ không phải nó giống nhau đúng không ạ? Nhưng mà ý là nếu nói về cái kết quả cuối cùng ấy thì nó mình có thể sử dụng cái ví dụ đấy để mình thấy là uh, cái 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 lương danh nghĩa của cái thằng kia như vậy thôi, nhưng mà cơ bản là cái giá trị mà xài được cuối cùng của gia đình ấy, đúng không ạ? Là nó rất ít. Thuế nó đong rất cao và những cái chi phí tô vẽ phong bạt đúng không ạ nó không cần thiết cho cuộc sống đấy chỉ để mua cái tư cách là thu nhập cao ấy đấy thì nó sẽ rất là cao và nó không đóng góp cụ thể cho giá trị cuộc sống tại sao mỹ không đánh bại được hút thi thì làm sao có thể ngăn cản được trung quốc tấn công đài loan và tôi không biết rằng là mỹ có thể ngăn cản được trung quốc tấn công đài loan hay không chúng ta cũng đã từng nói nhiều đúng không ạ nhưng một trong những cái lý do mỹ không thể đánh bại được houthi là bởi vì thực tế là họ đánh bại để làm cái gì thực tế mà nói thì houthi có gây ra mối cái đe dọa gì đối với lại người mỹ đâu không đáng kể quý vị không đáng kể tôi nói đơn giản nhá là họ chưa từng đánh bắn hạ tàu chiến nào của mỹ để mà ảnh hưởng tới mặt mũi thôi chứ còn tôi cũng chưa nói rằng nó ảnh hưởng thực sự đến người mỹ bởi vì mỗi một cái con tàu chìm ra thì một cái tàu khác được ký hợp đồng để đóng cơ mà. Mỗi một cái UAV trên bầu trời trị giá uh, chưa đến 10 triệu thì bị một cái tên lửa phòng không của Mỹ trị giá 3, 4, 5, 6 triệu bắn dụng. Bắn triệu đô đấy. Tức là gấp hàng 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 nghìn lần đấy. Đúng không ạ. Bắn hạ. Thế nhưng người Mỹ vẫn cười. Bởi vì tại sao? Bởi vì các công ty sản xuất tên lửa nó cười. Đúng không ạ. Nó sướng. Chứ còn người dân thì khóc nhưng mà người dân thì lại thấy rằng tàu của mình bắn hạ tên lửa của khủng bố. Đúng quý vị. Kẻ thù của thế giới. Đấy vân vân. Thì lại bảo chính phủ lại bảo là đấy chúng ta đang bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ Israel, đồng minh vân vân. Đúng không ạ? Bảo vệ lợi ích quốc gia. Cho nên là người dân đóng thuế thì rất vui thôi. Và như vậy hút thi người ta tiếp tục người ta là quậy ở đấy thì mới khiến cho cái vùng Trung Đông này nó 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 rối loạn vùng Trung Đông rối loạn này tôi nói thật quý vị bây giờ bà mẹ bỉm sữa cũng thừa sức để hiểu rằng là nó có giá trị cho một một số người đúng không, quý vị nó rất giá trị nó phải là hỗn loạn nó phải là chia rẽ thế nhưng mà bây giờ nếu mà giải quyết các cái vấn đề mầm mống của cái sự chia rẽ và hỗn loạn đấy đi thì làm gì còn chiến tranh nữa đúng không, quý vị Đấy. Thì làm không có điên tranh và không có rủi ro nữa Thì làm sao để mà đứng lên bục để phát biểu rằng là Chúng ta phải tăng ngân sách quốc phòng năm sau cao hơn năm trước Bởi vì có thế lực hút thi Bây giờ nó bắn cả tên lửa siêu thanh Đúng không quý vị? Thì năm sau là chúng ta phải tăng thêm 100 tỷ nữa Để mà nghiên cứu phát triển tên lửa đánh chặn tên lửa siêu thanh của hút thi Rồi là tạo vòng sắt bảo vệ cho đồng minh của ta Israel Các giếng dầu petrodollar của chúng ta ở Ả Rập vân vân Đúng không ạ? Chúng ta thấy rất rõ. Cho nên là cái câu chuyện rằng là cái việc người Mỹ người ta rất là khôn bởi người ta trên đảo ấy, người ta không trả lời ngay câu hỏi đấy đâu. Đấy thì chúng ta cũng không thể trả lời được là tại sao chúng ta chỉ trả lời ngược lại là tại sao người Mỹ phải 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 xử lý hút thi. Trong khi để đấy thì người ta có một cái lợi ích gọi là là là, là, là trường tồn đúng không ạ? Thế bây giờ quý vị cứ thể hình dung ra những người mà làm dịch vụ tang lễ đấy đúng không ạ mình nói đơn giản như là bán quan tài các dịch vụ khóc thuê rồi là các cái uh, xe cộ chở chiếc này nọ điếu đóm vân vân thế bây giờ thế giới phát minh ra một loại thuốc trường sinh bất lão đau thương bất nhập thì thì những người đấy là những người buồn nhất chứ còn gì nữa đúng quý vị bởi vì là kế sinh nhai của họ sập tiệm thì tất nhiên là người ta cũng vui bởi người ta không bao giờ chết, đúng không quý vị? Thế nhưng mà chúng ta phải thấy là người ta cũng sẽ buồn bởi vì sống lâu mà bây giờ không biết lấy gì để ăn thì cũng chết đấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Tại sao kênh nói rằng người Nga ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine, nhưng mà tôi vẫn thấy thỉnh thoảng có người Nga phản đối đấy thôi? Vâng, cái này là đương nhiên quý vị ạ. Ừ, chúng ta mà nói chung ấy là thích tất cả thế giới này yêu quý thì chúng ta chỉ có đi bán kem thôi. Đúng quý vị, mà phải kem thượng hạng với giá rẻ và xong chúng ta phải đội cái mặt nạ của cái con hề và chúng ta cười trong khi là trong bụng chúng ta đói cồn cào và trong trái tim chúng ta muốn khóc chứ còn chúng ta làm bất kỳ việc gì thì đúng không kể cả việc tốt chúng ta nói đấy quý vị cứ để ý mà xem chúng ta bây giờ ở công ty chúng ta cứ suốt ngày chúng ta nói về việc là quyên góp tiền để mà đi làm từ thiện ấy. nhiều đứa nó ghét ngay đúng quý vị thế thì cái câu chuyện như vậy còn có người phản đối hoa hậu sinh như vậy nó còn chê là cao quá thế kia đi thì có khi là chóng mặt ngã suốt kiểu vậy còn sinh thế này chắc là là, là là hồ ly tinh đúng không quý vị đấy, thế thì câu chuyện rằng là không có một cái việc gì không có người phản đối Và đấy là một cái chuyện đương nhiên tôi đã từng nói cùng quý vị ấy, là cho dù người ta có ủng hộ lãnh đạo của mình nhà đất nước bao nhiêu nhưng mà nếu như ảnh hưởng tới cái miếng cơm manh áo đúng không ạ có thực mới vượt được đạo mà cho nên là ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo người ta thì người ta phản đối là đương nhiên thôi đấy là chuyện mình phải hiểu là đương nhiên nhé, cho nên là những cái người mà tôi theo dõi ở trên mạng ấy là những người mà ăn nói rất là tốt, à, họ nói rằng là à, tôi phản đối Putin đơn giản bởi vì là vì ông ấy mà tôi mất cái việc là làm phiên dịch cho 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 phương Tây khi mà trước cuộc chiến thì họ đang làm ăn rất tốt ở Nga và nhờ đó là tôi kiếm rất nhiều tiền. Đấy, chứ còn bây giờ là nếu mà để mà bảo lý do phản đối như nào thì tôi cũng chả biết nữa, chỉ biết rằng là vì ông ấy mà cái, cái 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 sinh cơ của tôi nó ảnh hưởng. Nhiều người trên thế giới nếu ở trong trạng thái trung lập kể cả người Việt Nam của chúng ta đang sống ở Ukraine ở Nga bị ảnh hưởng thì có rất nhiều người trong đó cũng quay sang là phản đối chính phủ Nga bởi vì cuộc chiến này, đúng không ạ? Đấy là một chuyện nó hết sức tự nhiên mà chúng ta nên bỏ qua để mà xem xét về một cái vấn đề không khí chung, đúng không ạ? Bởi vì đấy là những cái 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 người cái đối tượng mà họ đã bị ảnh hưởng tới cái kế sinh tồn sinh nhai của họ rồi, nó rất khó để mình có thể nói. Bây giờ mình thử đi ra mình đi vận động xem là à, chúng ta bỏ ra một vài ngày để làm từ thiện hay là quét sạch xanh sạch môi trường có lạ có được không quý vị rất khó chỉ vài ngày thôi chứ nếu như bảo người ta bỏ cả công an việc làm đúng ạ thì có khi là nó còn đánh cho mình bởi vì nó bảo mình điên và như vậy thành phần đấy nó rất là tự nhiên đúng không ạ nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận là có những cái quan điểm trái chiều một cách tự nhiên khác nữa đấy quan trọng nó là bao nhiêu mà thôi Uh, trong xã hội của chúng ta cũng vậy, đúng không ạ? Có và xã hội Nga cũng vậy thôi. Người ta thích rằng là người ta sống ra sinh sống ra thì được sống trong một cái bầu trời bình yên, được uh, đi cắm trại với gia đình, đúng không ạ? Được hưởng tất cả những cái điều này điều kia, thích nói những điều gì và làm điều mình muốn. Nhìn chung là mình là nắng rồi mình thích tỏa sáng rồi vân vân, đúng ạ? Có những người như vậy và những người tuổi trẻ uh, và những người theo kiểu là con ngoan trò giỏi, đúng ạ? Thì họ thích theo cái đó bởi vì chúng ta thấy cái điều đó nó là cái lựa chọn mà nó dễ dàng hơn. Bác Hồ của chúng ta ngày xưa thì với cái gia thế của người thì ông cũng sẵn có thể trở thành một cái người sống một cuộc sống nó bình yên hơn, hạnh phúc hơn, đúng ạ, đơn giản hơn. Thế nhưng mà tại sao bác lại chọn để mà đi tìm đường cứu nước, đúng ạ? Có thể nói là cực kỳ gian khổ. Thì như vậy và cũng có người thì người ta thích rằng là hoàn cảnh như ở bác thì sẽ có gia thế như vậy và có học thức như vậy thì dễ dàng tìm được một cái gia đình tạo ra một cái gia đình tốt bậc nhất đương thời tất nhiên là rất nhiều người chọn cái đó đúng không ạ chỉ một số ít người chọn đường theo cái cái con đường của bác hồ mà thôi vậy thì xã hội nó cũng có người này người kia và người ta bản chất người ta là người ta sẽ chọn cái việc nhẹ nhàng cái đã bài hát của nhạc sĩ trần long ẩn đúng không, quý vị ai cũng chọn việc nhẹ nhàng và như vậy không có cuộc chiến ở ukraine thì chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời của mỗi con người Nga ở trước mắt năm, 10 năm, mọi việc nó nhẹ nhàng hơn. Đúng ạ, à? nó nhẹ nhàng, nó nhàn hơn, nó lành hơn, tất cả mọi thứ nó dễ hơn. Đấy, có nghĩa là một cái con đường dễ. Nhưng mà cái câu chuyện của cái sự lựa chọn của một con đường dễ đấy, thì tôi không nói chuyện cá nhân, đúng ạ. À? Bởi vì nếu cá nhân nào cũng như thế thì tất nhiên người ta sẽ chọn dễ hết đúng ạ, nhưng mà đối với một quốc gia và đối với nhiều cá nhân thì cái câu chuyện dễ dàng chúng ta sẽ thấy là nó như thế này. Giả sử như người ta đi lên chọn mấy con đường khó khăn để lên trên đây thì một ngày nào đó người ta sẽ lên đỉnh ở trên này, đúng ạ, để người ta cắm cờ trên cái đỉnh. Nó đại diện cho cái việc người ta đạt được những thành tựu trong đời. Thành tựu đấy có thể là thành tựu thành công về tiền bạc, tài chính, kinh tế, sức khỏe, danh lợi, danh vọng, sự tôn trọng vân vân đúng không, quý vị người ta phải tìm con đường khó để người ta vươn lên điều đó thế còn chúng ta thấy rằng đa số mọi người ấy, khi đến đoạn dốc này thì nhìn thấy con đường lên đây nó rất là trông gai đúng không ạ tôi vẽ như này là ít còn thực ra nó còn dốc gượng đứng cuộc sống bây giờ nó càng ngày càng khó hơn mà nó càng dốc càng dựng đứng hơn thì người ta sẽ thấy là tại sao mình không chọn một cái con đường mà nó nhẹ nhàng hơn ở đây thì không cần phải bước lên cái bậc thang này nữa mà trèo ngược lên núi ngược này nữa mà ở đây thì chỉ cần thả mình xuống là cái dốc này nó tự trôi xuống. Đúng quý vị? Đấy, à, nó tự trôi xuống giữa. Cho nên rất nhiều người đã chọn cái lựa chọn dễ dàng cho cuộc sống của mình để trôi xuống dưới dốc một cách nhẹ nhàng. Không phải làm gì. Nhưng cuối cùng thì cuộc sống người ta cũng phải đến một cái đích. Đúng không ạ? Để mà người ta đạt được cái điều gì đấy thì cuối cùng chúng ta nhìn thấy quy luật cuộc đời nó như thế này. Đấy. Đến đây đạt đến ngưỡng này người ta đã sướng đến đây rồi thì đến đây bắt đầu người ta sướng người ta ăn uống thả cửa người ta sống giải đãi người ta không cố gắng người ta không luyện tập người ta không học hành thì bắt đầu để mà tiến thêm trong cuộc đời lúc bây giờ tiến thêm trong đời là cái mục tiêu ở đây thì nó rất khó lúc này cái dốc của nó nó là dốc ngược trở lại đúng không ạ người ta không còn khả năng với cái khả năng của họ ở sức khỏe ở đây người ta không còn thể nào vượt nổi cái dốc này nữa và người ta không còn trí tuệ và kỹ năng để vượt qua cái dốc này nữa và đến đây thì coi như nó là một cái việc không thể đối với họ đúng không ạ lúc này chỉ có kỳ tích diễn ra thì người ta mới có thể đạt được mục đích trong cuộc đời mà thôi đấy thế còn cái người người ta đã chọn lựa con đường khó khăn thì có thể là người ta đã con đường khó khăn đã đã đưa cho họ đến đích hơn lúc nào nó cũng khó khăn nhưng mà nó đều là những khó khăn mà người ta mỗi ngày rèn luyện nó mạnh mẽ hơn để người ta đạt được đích này. Thế còn cái người theo con đường dễ thì bây giờ đã không còn khả năng nói chung là phải từ đỏ giấc mơ của mình. Câu chuyện là nước Nga hay là các quốc gia cũng vậy thôi, đúng không ạ? Khi mà người ta đến năm 1990 phương Tây vất cho cái bánh, người ta đã và cái, cái 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 cái, cái KFC hamburger thì dân Nga đã đổ xô đi để hưởng thụ những cái đó và đi đến một cái lựa chọn dễ dàng. Dân thì như thế, còn tài việt thì trượt theo, chọn một con đường dễ dàng trượt theo cái dốc để mà bán đi các tài sản để làm giàu. Chính phủ thì như là Boris Johnson được phương Tây ca ngợi là vị anh hùng và cũng trở thành một cái người lãnh đạo mang nổi tiếng với lại một cái người say xỉn, điều khiển sân khấu. Đúng không ạ? Và tất cả xã hội, người dân và lãnh đạo đều chọn một cái cách dễ dàng cuối cùng nước Nga đã rơi xuống một cái đáy. Cơ bản là không có lối thoát ra. Đúng không, quý vị, Đấy, cơ bản không có lối thoát ở đây, chỉ còn người ta đã gặp một cái kỳ tích là gặp Putin mà thôi. Đấy, thế còn bây giờ Putin đến chúng ta tưởng tượng rằng thời điểm ông nhận chức thì cũng vào thời điểm mà cái 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 bước đi của nước Nga nó đến một cái đỉnh điểm của sự khó khăn, đúng quý vị. Thế nhưng Putin đã không lựa chọn cách đi dễ dàng để buông thả cho tài phiệt làm gì thì làm, dân làm gì thì làm để hưởng thụ, mà Putin đã chọn một con đường cực kỳ khó khăn đối mặt với lại tài phiệt, đối mặt với phương Tây đúng ạ và đối mặt với tất cả những thách thức tất cả thách thức trong tất cả các vấn đề và nước nga đã đi theo con đường khó để đạt được cái đỉnh bây giờ thì tôi chưa biết họ đạt đỉnh được hay chưa nhưng rõ ràng họ cái đỉnh nhà nó trong tầm mắt và tầm tay của họ còn nếu putin mà đi theo con đường này đúng ạ thì có nghĩa rằng nước nga của ông sẽ chắn là bây giờ có khi ông không còn là tổng thống nữa và nước nga nó đã chìm xuống một cái đáy sâu nào đó mà có thể nói rằng là lúc bấy giờ người ta phải gọi là leo thang ngược như thế này Vâng, tôi nói một cái cách dành dài dòng như vậy để chúng ta hình dung là trong cuộc sống phần đông người ta sẽ chọn trượt theo cái dốc này, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta có thấy nhiều người thành công trong cuộc sống đâu. Thành công là số ít mà. Thành công là người ta đã lựa chọn những con đường ít người đi. Và con đường đó là con đường mạnh mẽ, đúng không ạ? Dành cho người mạnh mẽ, con đường dành cho người khó khăn. Cho nên là cái người mà người ta chọn một cuộc sống hòa bình ấy, đấy còn người ta không cần biết là đất nước họ đạt được gì họ đạt được cái điều gì thì tất nhiên đấy là một cái chuyện nó cũng rất là tự nhiên thôi đúng không ạ nó cũng giống như là đa số con người ta chọn xuống để trượt xuống một cái dốc này thậm chí là không cần phải động chân động tay nó cũng có thể nó dịch uh, chuyển dần của họ về một cái phía cuối cuộc đời đúng không ạ gần hơn đơn giản là người ta đang chúng ta ai cũng thấy thôi tiến bộ hay là không tiến bộ thì cũng đang già đi và đang chết dần đi mà nhưng chắc chắn là sẽ phải trả giá đúng không ạ con người đó đất nước đó sẽ phải trả một cái giá đắt và có lẽ không bao giờ đạt được cái thành tựu mà họ có khả năng đạt được nữa như vậy chúng ta thấy điều đó là hiển nhiên đúng không ạ còn ở việt nam cũng nhiều quý vị bảo là sao có những người trẻ tuổi thì đã rất thích là lựa chọn theo cái dân chủ phương tây đòi quyền này quyền kia đúng ạ rồi là phê bình chính phủ đưa ra những cái lựa chọn thế này thế kia những người đó không hiểu, những người đó không hiểu thực sự là họ cứ nghĩ rằng đấy những người lên làm lãnh đạo là chỉ có gọi là chờ đợi bổng lộc thôi. Đúng quý vị, cũng giống như là uh, nhiều người bảo là tôi không nói là trường hợp này giống nhưng mà nhiều người bảo là uh, diễn đàn kinh tế thế giới hôm vừa rồi thủ tướng của chúng ta gặp chủ tịch ông Klaus Schwab Klaus Schwab là một con quỷ của thế giới tại sao uh, đất nước thủ tướng chúng ta vẫn gặp và lại có những cái quan hệ gần gũi với ông ấy? đấy nhiều người nhiều người không hiểu đúng không ạ nhiều người nghĩ rằng ấy là đó là một cái người mà thế giới uh, phương nam lên án và là thủ phạm của rất nhiều những vụ cách mạng màu này nọ vân vân đúng không ạ thì đương nhiên Việt Nam mình phải không gặp thế nhưng cũng phải mình đặt mình vào cái vị trí của người lãnh đạo đúng không ạ thì chúng ta phải nhìn thấy là ngoài cái việc là ở uh, diễn đàn kinh tế thế giới, nếu chúng ta biết tận dụng họ thì họ có thể nói mang lại rất nhiều những cái lợi ích của chúng ta. Còn cái gì mà uh, nó kèm theo những cái virus mầm bệnh thì chúng ta cứ à ơi rồi chúng ta gạt bỏ, đúng không ạ? Thế làm sao mà chúng ta diễn đàn kinh tế thế giới là diễn đàn mà nó dù sao cũng được thừa nhận bởi cả thế giới mà chúng ta lại bảo từ chối gặp người ta, không hợp tác người ta nữa. Vậy mình trở thành một cái người nó rất là cực đoan đúng không ạ và mình trở thành kẻ thù của thế giới phương tây mình làm gì mà đất nước của mình là trung lập mà sao lại mình phải đi chọn một con đường kẻ thù thế giới phương tây nếu mà chuyện đó người triều tiên đúng không ạ làm người iran làm người cuba làm thì mình có thể hiểu được nhưng việt nam mình đâu phải làm và mình thừa sức khôn ngoan để mình có thể loại bỏ những cái yếu tố độc hại ở trong đó đúng không ạ đấy là chưa kể mình còn có thể lợi dụng được họ rất là nhiều Đấy, cho nên nhiều người khi mà chúng ta nói về những cái việc như vậy thì chúng ta thường đưa ra một cái lựa chọn dễ dàng. Cứ như là người lãnh đạo nó dễ dàng lắm ấy, để người ta nói rằng là tôi không gặp ông đâu. Đúng không ạ? Bởi vì thế giới nói ông là rất xấu xa. Đấy, đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện của người lãnh đạo là không những gặp mà còn phải niềm nở và còn phải tìm cách để mà lợi dụng những cái tổ chức này để mà phục vụ cái lợi ích quốc gia. Đúng không, quý vị. Và như vậy là một công việc nó rất là khó khăn. Những người trẻ tuổi mới ra trường cũng thế, đòi cái này, đòi cái kia, à, rồi là có một tí vấn đề này liên quan tới vấn đề an ninh mà đất nước chúng ta phải thắt chặt vấn đề này, à, thắt chặt vấn đề kia, thì nói là xâm phạm vấn đề nhân quyền dân chủ. Nhưng mà không hiểu một điều rằng ấy là cái công cuộc mà bảo vệ đất nước cái trông nó bình lặng như thế thôi, nhưng mà nó câu chuyện nó cũng giống như cái chuyện gặp collapse shop ấy, nó rất là tế nhị, nó rất là gian chuẩn. Đằng sau đó là một cuối cuộc chiến không khoan nhượng. Chúng ta hãy nhìn vào những gì xảy ra ở Bangladesh, đúng không ạ? Và rất nhiều quốc gia trên thế giới, và gần đây nhất là Bangladesh. Thế thì các bạn có muốn trở thành như vậy hay không? Ở Miến Điện, đúng không ạ, Myanmar và nhiều nơi trên thế giới nữa. Mà chúng ta chỉ nghĩ tới cái việc là chúng ta được phép nói một cách khơi khơi những cái điều mà không có lợi cho đất nước, cho đã cái mồm của mình, đúng không ạ? Đấy, thế thì cái câu chuyện chúng ta thấy rõ ràng là rất nhiều người ở nga ở việt hay ở đâu cũng thế giới thôi người ta chỉ có để ý tới cái việc là uh, cuộc sống cứ như vậy mà sống chứ có ai làm hại mình đâu đúng không ạ và mình phải uh, uh, tôn trọng cái quyền dân chủ uh, rồi là mình phải lo cho uh, đời sống của nhân dân để làm cho nó thoải mái đúng không không phải như vậy đâu mọi việc nó rất là khó tôi có thể nói rằng cuộc chiến nó sẽ không khoan nhượng như một ở uh, dưới cái tảng băng chìm ấy trong cái phần chìm của tảng băng ấy còn những cái mà chúng ta nhìn thấy bình yên mọi thứ nó chỉ là cái mỏm chiếm một phần mười của cái tảng băng đó mà thôi. Đấy là lý do mà chúng ta thấy là càng già thì người ta càng hiểu rõ các cái vấn đề chính sự, đúng không ạ? Và nó phức tạp chứ nó không đơn giản như là những người trẻ tuổi mà có những cái cảm nhận về nó như vậy. Đấy là lý do kênh của chúng tôi nhiều người già hơn người trẻ. Còn nếu như mà là người trẻ thì đúng là một kỳ tích, đúng không quý vị? vâng đấy là chúng ta nói với chuyện đất nước của mình thôi thế còn nói về cái cuộc chiến của người nga thì nó không đơn giản như vậy đúng không ạ nó là một cái cuộc chiến không chỉ là của người nga của những người anh em slaver của thế giới phương nam của trật tự thế giới mà trong đó kể cả những người phương tây họ sẽ được hưởng lợi nhiều của cái trật tự thế giới mới còn bây giờ chúng ta thấy người dân phương tây đâu có sướng đâu quý vị đúng không ạ cũng bởi vì là họ rất thích những vấn đề dân chủ cá nhân và đòi cái này đòi cái kia. Và chính phủ của họ đã lợi dụng để mà dễ dàng cho họ những cái luận điệu rằng là chúng tôi đang bảo vệ tự do ngôn luận của các bạn, dân chủ của các bạn, đúng không ạ? Thế nhưng mà tay đằng sau thì nó luồn và đằng sau nó móc hết tiền lúc nào cũng biết. Mà trong khi đó nói những cái điều nhạy cảm thì vẫn đi tù như chơi. Quý vị không nhận không ạ? Đấy. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một buổi tối vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ